mình tôi mà không có chống ai trơn trời á. Có con trai có râu cũng như không nè. Quét 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 nhà, quét nhà là quét nhà đó. Trời ơi, thấy miệng cười tôi rối ở trong bụng chuyện đầu thúi ruột vậy đó. Từ ngày chồng tôi nó qua đời tới giờ để lại cho thằng con trai. Tôi mẹ ơi không biết mà tôi cưng nó cưng quá trời quá đất rồi giờ cưới vợ cho ổng. Đó rồi giờ này đó, ảnh với chị đó còn ngủ để cho con già này ra đây quét nhà. Nó mới gì, nó đời nó khổ vậy đó. Tao kêu ông dâu tôi ra coi nè. Châu à, Châu. Dạ. Ra má biểu coi con. Ra biểu coi nè. Má kêu con hả má? Ra đây coi con. Dạ. Trời đất ơi, chịu nổi đời. Trời ơi, chả dò. Đang cuốn tóc. Trời ơi, chả dò mày chơi láng o trên đầu con hết trơn trọ vậy con. Đẹp quá, dẫu má thấy cực quá. À, má hỏi nè. Dạ. Chồng con tư liệu đâu à? Ủa con không biết. Trời đất ơi. Hồi 8 giờ hai đứa bay. Tối anh có lên mùng ngủ. Ừ. Nhưng mà con ngủ dậy con không thấy anh đâu hết. Trời ông nội ơi. Trời đất ơi, có chồng sao con không biết giữ chồng. Mà nghĩ sao tối 2 giờ chồng ngủ chung mà sáng để cho đi mất tiêu là sao vậy? Con không biết nữa. Trời đất quỷ ơi, bây giờ vậy nha. Bây giờ má nói con nghe gì? Dạ. Tao cũng đài, tao cũng hồi hộp, tao cũng lo âu trong bụng. Dạ. Mà rồi má cũng không muốn nói ra. Hồi giờ con nói má mới nói nè nha. Dạ. Mày có thấy chồng mày lúc này nó kỳ lạ không? Ấy hình như là tối nó không ngủ mày. Nó rõ rãi tức làm gì lụt dưới bếp á. Má xuống má rình. Dạ tao má. Rình. Tao rình cái sao thấy nó mày biết không? Tao không biết nó làm cái giống gì không biết. Mà nồi niêu xôn chảo tao nó bể láng nó móp hết trơn. Tao còn chén nữa hả? Cứ bể rộn rãng gì đó. Ủa gì kỳ vậy má? Thì bởi gì? Anh má không biết nó làm giống gì nữa. Hỏi nó không nói. Má nói con mới biết á nha. Con mới nhớ ra đó nha. Sao? Lúc này anh kỳ lắm. Kỳ sao? Tối anh đi ngủ á. Ừ. Mà anh nằm anh cứ mở mắt anh nhìn trừng trừng lên vậy nè. Vậy hả? Cái lâu lâu cái anh nhìn qua con. Nhìn con? Có sao nữa? Ý anh muốn cái gì á má ơi? Tao xa vắng lâu dữ giờ mày nói cái tự nhiên lòng tao nó rộn ràng. Trời ơi. Tao lâu vợ má? Chồng nằm gần nhau nó ngó mông lung rồi xong nó nhìn mày. Tao ơi là mày hiểu nó muốn cái gì rồi thì mày làm ơn mày đáp ứng lại cho nó giùm tao đi. Ủa má nó không có phải vậy đâu. Không phải gì hết lại giống gì. Anh nhìn mà con mắt anh kỳ lắm. Kỳ lắm hả? Xa xăm mà đâm chiêu lắm á. Vậy hả? Dạ. Ê hồi đó tía nó cũng nhìn tao vậy đó. Mày hãy nhìn cái là tao dính đầu nó đó. Vậy hả má? Giờ phải nó nhìn con vậy không? Dạ không phải. Được vậy cũng mừng. Vậy chứ sao mày nói vậy sao? Mà tao cũng hồi hộp. Tao mà anh nói với con á là hả? Anh đi tập cái gì á mà sáng con không thấy mặt ảnh đâu hết á. Đi từ sáng sớm cho tới trưa ở ngoài ruộng á má. À nghĩa là con nghi nó có mèo mỡ gà đồng vậy. Dạ. Phải không? Cho nên nó bỏ nó đi vậy phải không? Dạ. Không có đâu. Trời ơi tao đẻ nó tao biết con tao tao biết mà. Nó không có ai đâu. Nó giống tía nó lắm ha. Nó thương ai nữa thương chết người đó thôi à. Nó thương con lắm á. Không có vậy đâu. Thôi bây giờ vậy. Bây. Dạ. Giờ con nói má nó cũng hồi hộp lo âu ha. Dạ. Thôi bây giờ để má kêu nó ra đây. Má hỏi coi con nó tính cái giống gì mà tối nó lục đục nó không ngủ mà mắt nó nhìn xa xăm nghe. Má má nhưng mà má nói ngọt ngọt má dụ ảnh đừng có để cho ảnh làm cái gì ảnh như có lỗi với con nha má. Trời ơi đâu có đâu có. Dạ. Nè để má kêu nó nghe cha. Dạ. Để tao lo trời ơi con. Dạ, tao. Dạ. Tao đẻ ra tao dạy được má. Dạ. Con má. Coi nè nghe. Dạ. Bảo đảm kêu một tiếng một rồi nó xuất hiện liền. Để tao kêu à. Tư liệu ba hồn chánh vía mày đâu rồi ra má biểu cái tư liệu. Ủa ba mẹ nó sao không thấy đằng nào trơn trời vậy con? Má kêu vậy sao ảnh ra? Phải không? Chồng của con biết. À. Để con kêu cho ảnh ra liền à. Ba anh thích ngọt lắm. Ra mày kêu ra tao nghe cả nha. Ừ. Anh Tư ơi. À. Trời ơi. Anh mà đi sáng sớm qua sớm trên cũng không yên với hai mẹ con ở nhà không. Trời lo gì hết trơn kêu riêu hoài. Quá làm gì đẹp trai quá quá không chờ chút xíu quá con qua con anh đi được không đi trời em dẫn ơi anh đi. Cái cầu khỉ này dưới quê mình đi hoài. Quá. Nhưng mà rất buồn
Dưới quê mình nó còn khổ quá. Đi cầu khỉ kỳ này quyết định lên Sài Gòn làm chuyện gì đó, kiếm chút đỉnh về xây cầu xi măng cho bà con. Wow, dữ nghe. Xuống kỳ này đi à. Xuống. Con đi nghe ba. Xuống sao? Cái gì mà kêu ghéo ôm sùm vậy trời? Tao kêu mày mày không ra chứ con vợ mình nó kêu một tiếng cái này ra liền. Kêu ghéo cái gì? Tôi đi tôi có làm gì đâu mà kêu ghéo tôi. Quay nhìn coi. Wow, trời đẹp trai quá Quý. Đẹp trời đất ơi. Anh làm gì mà anh diện dữ vậy? Mà nhìn cái này thấy không? Quần đỏ, sợi dây nịt màu xanh. Đỏ. Chơi là phải chơi tới bến vậy đó. Đúng rồi. Dưới mình mà. Dưới mình mà chơi vậy mới không đụng hàng. Wow. Chơi thường mấy người kia nó coi rẻ lắm. Đó. Con. Dạ. Con đi đâu mà sáng cái con đi ra tú cả đầu ngoài đồng rồi con ăn mặc chỉnh tề con chuẩn bị làm như con sắp sửa con đi đâu hả con? Mấy chùm bữa nay á. Là mặc đồ dày biết rồi. Ừ. Chuẩn bị đi à. Đi hả? Ủa đi đâu con? Đi làm ăn lớn à. Trời, mày làm ăn lớn làm gì làm đâu? Đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn hả? Trời ơi đi Sài Gòn lận cái má đi, xa lắm. Đi Sài Gòn con làm gì trên? Đi thi. Hả? Mà nói nghe. Mày đừng nói lớn, tao nghe tao cười. Vậy. Trời đất ơi, chữ nghĩa mày đầy lá mít à. Mày đọc được chữ quốc ngữ là ngon lắm rồi. Dạ. Đúng rồi. Học tới đâu rồi mày thi cử, mày thi chữ, thi cái gì? Ma với vợ con hiểu lầm rồi. Cái sao? Con đâu có lên Sài Gòn, con thi chữ. Nhưng mày thi vậy? Kỳ này đi làm ăn lớn mà lên chảnh thi chữ đâu có lại ai với lại lớn rồi. Đâu có thi chữ nữa được. Chứ con thi gì? Chương trình. Chương trình gì? Chương trình gì anh? Chương trình mà má với vợ con khoái đó. Chương trình mà anh đây nói nè, đây đi nè. Đây nè. Chương trình Việt Nam Good Tele. Trời. Tao hiểu tao con mày đó. Mày hiểu không? Mày vợ đó mày hiểu không? Nha. Là cái gì? Chữ nghĩa dưới quê không gành chứ lên chảnh là sổ chơi à. Trời ơi Good Tele là cái gì ba? Tiếng Việt là tìm kiếm tài năng. À. Tiếng Anh là Việt Nam Good Tele. Con với má thì coi chứ đi gì á. Kỳ này đi quốc cái kiếm mười mấy chai về chơi. À. Ê cái chương trình mà tối chủ nhật mẹ con mình ngồi coi đó đúng rồi. Đúng cái đúng kỳ rồi. Rồi đó chủ nhật kỳ rồi má ngồi với vợ con má coi cái má vỗ tay hoài. Trời con ơi. Có thấy má khoái chương trình đó con lên con thi. Tao khoái cái thằng đố kiếm đó. Đó. Trời ơi. Chị này con lên. Anh lên anh làm những cái chuyện mà không ai dám làm, chỉ có mình anh dám thôi. Được không con? Được không anh? Không được, đi lên cho măng nhục với người ta hả? Trời ơi. Đã thi mấy ngày nay, ăn ngủ không yên. Sáng sớm là ra đồng, là tập hèn rồi. Chi. À, nó ra đồng nó tập. Con tập á, không có gì hết trơn á. À, vậy á. Kỳ này con lên chảnh, con làm mấy chương trình lận. Ừ, con làm nếu gì? Nếu thi cái tìm kiếm tài năng mà con... giật không được thì con nhảy qua cái vượt lên chính mình. Nói chung là thằng nào có tài trợ mà có tiền là con nhào vô con quất hết. Vậy à. Rồi mới về xây cầu cho bà con đi chơi. Nó nói gì cũng tốt. Nhưng mà giờ con lên tỉnh nè. Dạ. Con định làm cái gì con nói cho má nghe coi. Làm gì hả? Trước tiên là vô thi cái tìm kiếm tài năng trước. Dưỡng sức để thi cái vượt lên chính mình sao. Rồi. Rồi bây giờ vô đầu là cái môn mà con luyện mấy bữa nay mà má gì? Với vợ con không thấy à. Tuần rồi má thấy à. Thằng kia nuốt kiếm chuyện nhỏ vậy sao chuyện đồ võ chuyện con nít chơi vậy à kỳ này mới chuyện lớn vậy à nuốt cái khác con nuốt cái gì nuốt chổi hả hả trời ơi cái chổi đâu mà má trời ơi có. Nuốt mấy rài chạy cuốn họng hết trơn hết trời ơi. Tư liều. Cây này nè, nó nè, mấy bữa nay nè. Nuốt, sáng nào cũng cầm nó nuốt không đó. Không nổi ơi. Trời ơi, vậy sao nuốt không? Dạ. Được không? Má với vợ con yên tâm. Ừ. Con đi là con biết con phải làm gì. Ừ. Được thì quy hoàng. Ừ. Không được thì ngày tàn bảo chúa. Con ơi, mày có chắc mày vớt được 10 triệu không? Thì vớt không được, thì cũng lãnh được 5 triệu. Không phải, tao sợ. Không tin nuốt thử chơi cái, bảo là biểu diễn nè. Được không con? Coi đi rồi góp ý. Mày đừng làm tao hồi hộp nha. Nuốt từ từ thôi nha, tao hồi hộp nhẹ con làm hết con mình con sáng đó. Chưa ăn gì hết, chắc nuốt cây này no tới chiều luôn à. Không, bước con, à, tôi bước nha. Tao con mình mày đó, mày đừng làm cho má hồi hộp nè. Con. Coi đi rồi, hãy yên tâm. Ừ. Chờ ngày chiến thắng. Ừ, đâu làm có được không? Trời ơi, ghê quá. Hồi hộp quá. Nuốt bây giờ nè. Muốn nuốt hết cây hay nuốt nửa khúc? À. Cho ý kiến người xem luôn.
thôi giờ tùy ý. Lúc nữa thôi, nước đi anh. Quất luôn cái nồi này luôn đi. Trời ơi. Tôi nuốt là tôi ưa có sung lắm, tôi quất hết không. Trời ơi, được không con? Con, mày đừng làm cho tao sợ nha. Con ơi. Đợi, có nhé. Người ta nuốt mà bà nhát hoài. Bà biết tôi sợ không? Trời ơi. Cho mày làm tao hồi hộp. Hồi hộp thì nín đi, cái hồi hộp nó để trong lòng. Nói ra ngoài cho tài năng người ta đi hết trơn à. Mày nhắm mày được không? Bà nín đi. Bà để tôi nuốt đi. Đi thi má. Kiếm tiền về mà mẹ con không động viên còn nói này nói nọ. Thôi à. Con nuốt nghe má. Anh nuốt nghe em. Dạ. Trời ơi. Tôi nuốt à. Trời ơi. Mày nuốt đi. Được không? Dạ. Nuốt là xưa rồi. Hả? À. Nó nuốt ở trên xuống là thưa. Cái mày làm gì? Ở dưới chọt lên. Trời ơi. Được không? Tao giết mày chết rồi, đưa ra tao. Đừng đứng đi. Giết giấc mày. Thôi anh ơi. Không. Anh đừng. Quý. Trời ơi. Mèn đó đồ bỏ. Mày. Ta ở dưới ta lên cho nó gọn. Mày coi chồng mày đó. Nuốt gì cho thấy gớm muốn chết à. Con sao bởi con giỡn hoài con nhắm một lần để con làm cái gì? Nói chơi với kỳ này. Ừ. Con lên ai mà nuốt cây chổi. Ừ. Con có luyện mấy ngày nay. Ừ. Con ra ngoài cái vườn xài của mình á. Ừ. Con có luyện rồi. Ừ. Và kỳ này. Ừ. Con sẽ lên. Ừ. Con làm cho ban giám khảo. Ừ. Tìm kiếm tài năng. Ừ. Một phen khiếp vía. Ừ. Phải làm nở mặt. Ừ. Sống lại. Biết con thi cái gì không? Con thi cái gì? Con trước tiên con sẽ chào ban giám khảo. Ừ. Rồi sự. Con nhào xuống bàn ban giám khảo. Mà làm gì? Con nằm trên bàn ban giám khảo. Trời đất. Nằm chạy bài ở trên. Cái gì hả? Bắt đầu con thi. Con thi gì? Thi con gì? Lấy nguyên ổ kiến lửa. Ha? Kiến vàng đủ loại kiến con để lên bụng con. Trời ơi. Con rải mật ong. Con rải mật ong cho nó bu nó cắn. Wow. Con chế xăng hết cái bụng con bật con quẹt đốt một cái xèo. Trời ơi. Tất cả các loài kiến chết hết. Còn con còn sống. Ha? Hả? Một con còn sống. Vậy mới đậu. Con gì con? Không phải con kiến anh. Con gì còn sống con? Anh nói đi nói. Vịt bắt mày, mày làm cái gì vậy? Mày không chịu nói. Con gì mà kiến chết hết trên bụng mày còn con còn sống? Nghĩ đi. Vậy? Suy nghĩ đi. Tự nhiên kiến chết hết còn con sống. Con gì? Sống mới đậu vô chết hết sao đậu? Biết con gì không? Biết không? Dạ không. Con người. Trời ơi. Con người còn tươi rối là anh nè. Trái hết kiến anh còn sống bảo đảm. Môn này lấy mười mấy triệu về xây cầu cho quê hương. Chắc có bị phỏng không anh? Không hả? Không phỏng. Cái chuyện đó anh lo. Anh biết. Rồi phải không? Rồi bây giờ nè. Rồi. Con nói má. Chuẩn bị. Con đi rồi. Con hẹn mấy bạn. Ừ. Cái khán giả ái mộ á. Ừ à. Ở trên xóm đi theo cũng như cổ vũ cho con. Rồi. Bây giờ con chuẩn bị. Con đi á. Má. Ừ. Lo đồ đạc cho đồ con đi. Con có soạn cái vỏ rồi. Rồi. Con đi à. Giờ đó là tự giả với vợ bay đi. Dạ. Nó buồn lắm á nghe. Rồi để con. Rồi. Đi bỏ nhà. Lo ừ. lắm. Nghe. Ở nhà má dòm ngó. Rồi. Dòm con. Để tao lo. Ở trên. Trên xóm trên có thằng kia nó dòm ngó hoài đó. Ừ. Biết không? Biết thằng đó không? Có đâu. Có. Con biết. Con hỏi tên nó con biết rồi. Mày nói lộn. Nó ngó tao chứ không phải nó ngó vợ mày. Cái ông ngó ma khác. Còn cái thằng ngó vợ con thấy. Vậy hả? Biết thằng đó con nói luôn. Mai mốt coi chừng nó không con. Nào. Đồng dao. Trời ơi. Mệt quá. Sao đói đi. Tôi vô tôi chuẩn bị quần áo ra không? Em. Anh đi. Em phải vui lên chứ. Tại sao mà em không thích anh đi sao? Anh đi đem thành công về cho quê hương chứ anh đâu có đi cái gì tầm bậy tầm bạ đâu mà em buồn. Hồi nãy giờ có má ở đây em không có nói. Ừ. Bây giờ má đi vô rồi. Em hỏi anh nha. Hỏi đi. Anh nói thiệt đi, anh lên Sài Gòn làm gì? Làm gì nãy giờ nói rồi. Em phải tin anh. Anh lên anh làm ăn. Không có. Anh thôi. Anh nói cho em nghe thật rõ ràng. Không thì đừng hòng này nọ chi mắc công. Sống ở quê chỉ giỏi cái làm nông. Rồi lên thành phố biết có làm gì được không hả? Từ từ để anh nói cho em nghe. Anh lên Sài Gòn là vì em và mẹ đó. Phải không?
chớ mà bận tâm, em chớ đừng lăng nhăng cho khổ lòng anh. Đừng có làm cho anh bối rối, trong trái tim anh luôn yêu em chân thành. Anh lên Sài Gòn vì tương lai của hai chúng ta ngày mai. Ủa sao vậy? Anh kể cho em nghe rồi, tại sao em buồn vậy? Buồn em đó. Phải tin tưởng chồng em, sống với em anh đâu có lãng hoạn với ai đâu. Em tin anh đi Châu, cho anh đi đi, anh không có mê ai trển đâu mà. Cho anh đi đi. Làm sao em tin rằng anh chân tình? Ở nơi phố thì nhiều cô gái đẹp xinh, làm sao yên tâm ở chốn đô thành? Chỉ một mình anh chẳng có người nào thân. Cũng có lý ha, ở chợn không có ai hết. Nhưng yên tâm đi, anh lớn rồi, anh biết sống sao. Đừng lo cho anh. Em dạ. Dù không một người thân, dù không còn đồng xu, nhưng anh đây đã quyết đi chuyện này công thành. Phen này anh quyết ra đi, xin em hãy yên lòng. Chuyện này anh quyết định đi em, chớ đừng lo sợ. Anh không nản lòng dù có gian nguy. Chẳng phải em không tin anh mà vì em lo gì? Chẳng phải em không tin anh mà vì em đây quá yêu chồng. Dù biết rằng anh đang nói thật lòng, nhưng không biết sao em cứ phập phồng lo sợ. Vì chốn đô thành cám dỗ xin thầy không sai lời. Từng lời ở trong trái tim anh luôn luôn yêu em, luôn luôn thương em, không phôi pha em. Tin tưởng anh đi nào, anh đi xa nhưng không mê ai đâu ba xa ơi. Em yên tâm đi, em chớ suy nghĩ, em chớ đa nghi. Em ở nhà ráng lo cho mẹ giùm anh đi. Em nhớ nấu cơm cho mẹ ăn giùm anh nhé. Phải đậu mới đi. Nè, ở nhà đi. Thương cái mà lại thương, lo cái mà lại lo. Chỉ lo anh thích cái chân dài, rồi quên bến cũ. Để em ngày đêm mong chờ, em buồn em biết làm sao. Đi mà chỉ hỡi chồng ơi. Đừng có đi nữa. Giờ đừng nghi ngờ, chớ có lo sầu. Hãy cứ tin chồng luôn thì chung đi. Anh đi lên Sài Gòn nhưng lòng anh vẫn nhớ, anh thương vợ lắm. Anh yêu em lắm, anh không giấu diêm, anh không có mê gái đâu em ơi. Một bà xã thôi mà. Sao hộp hoài vậy? Anh nói bộ hả? Một bà xã thôi mà. Mẹ nha, đi ba, mạnh dỗi đi nha. À, Thành Trang nè con. Dạ.
sống vợ con em á. Trời ơi, má lo con. Người ta giờ ngó nó dữ lắm đó. Má biết rồi. Dẫu có lên Sài Gòn, lòng của anh luôn luôn nhớ về vợ hiền. Má với em sẽ vui và sẽ không lao động vất vả ngoài đâu. Anh đi phen này làm rạng rỡ cho gia đình. Em ở nhà lo mẹ giùm anh. Anh lên Sài Gòn, anh đi thi khó ta lần. Em ở nhà, em lo mẹ giùm anh. Đi Nga! Đi đi cho nó lẹ. Đi bà con ơi. Đi à, đi Sài Gòn thi à. Tôi đã đi rồi. Anh đi rồi mà. Bây giờ mẹ con mình cũng đi nữa con. Mà là đi vô. Dạ. Trời ơi. Thì bây giờ hả? Trời giờ ơi. À, cái chén tôi là cái gì? À, ai ăn cái gì? Hủ tiếu mì à, mình bánh. Bây giờ trời đất ơi. Đi con ơi, tao ngủ để tao ngủ đi. Cái chén người ta để đây ăn rồi tao lau sạch sẽ rồi đưa cái giò gác lên đây. Hả? À, ở đây cái chỗ khách người ta ra ăn rồi ngủ ở đây. Có gì đâu rồi sao chùi chút xíu rồi sếp rồi. Trời đất ơi, mấy cái này. Tôi nói cho ông nghe nè. Ông nhớ cái câu tôi rủa nghe, tôi nói trước sau gì ông cũng bị đuổi, ông tin không? Có. Ông tài lanh tài khôn này, ông cho chén, cho mâm, cho đũa, ta cỡ nào ông cũng bị đuổi, tôi nói thiệt đến nó. Tôi nói nghe là chứ bây giờ lẽ ở trong quán không có bao giờ xài tới á. Không có ai ăn cái chén cái lũa lẽ nó bị móc, nó bị hư. Lâu lâu tôi phải lập bẻ hoài đó. Để cho bà chủ bà mua cái mới về cho thấy cái chén cái lũa ở trong cái quán nó mới hoài. Đúng không? Thà cho làm phước người ta đi. Chứ lẽ lẽ tôi lập bà bẻ cũng vậy thôi, tôi mang thoại thôi chứ đúng không? Lát tôi kể ba nghe vụ này. Trời ơi, kể đi, nó đâu có sợ. Hai đứa mình là cũng làm công như nhau thôi, đâu có gì đâu mà hồn nhau đúng không? Bỏ ly à, ly cũng có ngày sẽ ra ly thôi. Nói hay lắm. Tôi nói cho ông nghe cái miệng tôi quở chưa ai rớt nghe, tôi nói cho ông nghe hay ha. Trời ơi. Phụ nữ nghiêm túc, sao chị chịu khó thay đồ mà bữa nay chị lịch sự quá vậy? Rút kinh nghiệm cái tác vừa qua. À vậy hả? Hở hang quá chúng nó ghét. Kín đáo lại một chút. Thay đổi cách phục vụ. Bây giờ không tươi mát nữa. Tươi mát quá nó thừa kiện coi như là đóng cửa tiệm ha. Bây giờ nam hay nữ mày đều tiếp hết. Tao không tiếp nữa nha. Nhưng mà mày nhớ không cần nhìn ánh mắt nữa. Bởi vì mày phán đoán sai không? Khách vô tận nơi, ngồi tận nơi mày mới tiếp. Khách ở ngoài không kêu vô. Khách lạng qua lạng lại không mời vô. Khách ngồi tận bàn mày mới tiếp. Có hiểu chưa? Miễn làm sao làm, không cần biết nó đi tới đâu, miễn nó ngồi xuống em mới tiếp. Nhớ đó. Tao vô nha. Tao đi. Nghiêm túc quá. Rất là nghiêm túc. Nghiêm túc quá. Có nghĩa là phải ngồi xuống mới tiếp phải không? Không làm gì hết, không ngoắc khách, ngồi xuống rồi mới tiếp. Rồi thì ngồi. Chưa ngồi. Tiếp. Dạ chị. Em chào chị. Dạ chị vô quán ăn hả chị? Hân hạnh xin chào đón chị đến với quán ăn em. Cái này là cái quán hả em? Dạ đây là cái quán chị. Chị nhắn nói vậy em? Dạ. Chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Chị không nghĩ đây là cái quán. Không, đâu đông mà, không quán đông lắm. Tại vì chưa tới giờ ta ăn thôi, chị đừng đi. Chị nghĩ cái chuồng đông hơn cái quán của em á. Không, đi, đừng có đi. Đây, tới giờ cơm trưa ta ra, đông lắm. Thiệt, bình thường đông lắm, đây, chưa tới giờ á. Chị thích ngồi quán đông. Dạ. Chứ chị không thích ngồi quán vắng như em thế này. Mà, quán vắng gì? Lát, em hứa chị luôn, em thề. Đông em thề hứa, lát một đông, đông nghẹt người chị ơi, đông lắm. Dạ. Quán em bán đồ ăn ngon lắm, dạ chị ngồi chơi. Dạ. Trời ơi, em nhìn chị là biết là khách sang rồi đó nha. Nói với khen chị, em nhìn chị là biết chị là quý bà nè. Doanh nhân đúng không? Giáo viên đúng không? Em ơi, giáo viên ăn bận như chị vậy hả? Dạ, em xin lỗi chị. Giáo viên phải mặc áo dài. Dạ, em biết rồi. Chị ăn bận vậy thì em biết chị là vũ nữ rồi. À, trời ơi, sao quýnh em? Dạ. Nghĩ sao nói chị ăn vũ nữ? Xúc phạm nha, vũ nữ cũng không có ăn mặc như vậy. Dạ, em xin lỗi chị. Dạ, chứ dạ, em hỏi chị chứ giờ dạ, chị là... À, em biết chị rồi. Chị là nghệ sĩ phương. Chị cũng không phải là nghệ sĩ. Dạ. Không chị phải nghệ sĩ. Cũng không phải là giáo viên. Không phải giáo viên. Chị cũng không phải là vũ nữ. Dạ.
chị là một cái loại gì đó nó tầm cỡ lắm. Em không cần biết đâu nha. Vậy thì em hỏi chị là cái loại gì? Chị cũng không biết chị là cái loại gì đó cưng. Đâu sao kỳ vậy ta? Chị không phải là ca sĩ. Dạ. Không phải là kịch sĩ. Dạ dạ. Nhưng những người nghệ sĩ nói chung gặp chị là phải mời chị ngồi để mà được nói chuyện với chị, được mời chị ly nước. Có Đàm Vĩnh Hưng đó nha. Đàm Vĩnh Hưng, em mê Đàm Vĩnh Hưng lắm. Phải đứng lên mà chào chị và mời chị được ngồi nói chuyện. Trời ơi, anh Đàm Vĩnh Hưng mà còn phải mời chị nói chuyện hả? Ừ. Còn chị nói nha, cỡ mà gọi là MC á, Lê Hoàng đó nha. Dạ Lê Hoàng. Trấn Thành đó nha. Dạ. Ngồi nghe chị nói không thôi. Cả đêm chị ngồi đến 6 7 giờ sáng để chị biết chị là cái loại gì mà chị không biết được cái. Trời ơi, chị là một cái nhân vật lớn, chỉ là như vậy thôi. Ngày xưa thật sự thì chị có yêu một người thì từ đó là chị yêu nghệ sĩ hả? Yêu ai vậy? À, chị yêu gọi là Lý Hải đó. Chị yêu Lý Hải hả? Chọn đời bên em rồi đó phải không? Đó. Trời ơi hay quá. Rồi Minh Nhí nha, nghệ sĩ hài Minh Nhí rồi nha. Là chị không có yêu mà là tình anh em thôi. Phước Sang rồi nha, Hoàng Sơn là ở chung một nhà thôi. Trời, chị là cái loại gì mà ai chị cũng biết hết trơn vậy trời. Hay quá. Chị còn quen ai nữa không chị? Có cái mối tình nào sâu đậm mà ấn tượng không chị? Ấn tượng nhất hả? Dạ ấn tượng nhất. Mới đây thôi. Đẹp trai không? Nói chung thì cao ráo mà mái tóc đẹp nhất showbiz. Mái tóc đẹp để em đoán coi. Mái tóc đẹp nhất showbiz hả? Ừ. Đẹp nhất showbiz là chắc có làm Quyền Linh. No. Chi Bảo. No. Trương Nam Thành. No. Lương Thế Thành. Nhật Cường. Nhật Cường là chỉ có mụn thôi. Em xin lỗi chị, nhưng mà em hỏi chị với bây giờ mái tóc đẹp trong showbiz là ai? Phan Đình Tùng. Đối với chị là Phan Đình Tùng có một mái tóc bồng bềnh. Cái mái tóc anh Tùng là cái mái tóc ẩn dụ đó chị. Không tưởng tượng là không có ra nó đâu. Dạ. Bởi vì mà thật ra thì vậy, chỉ có 8 tuần thôi, 8 tuần yêu nhau đó nha. Dạ. Mà đi ra đường ai cũng gọi chị với Phan Đình Tùng là cặp đôi hoàn hảo á. Trời ơi tôi chết rồi, chị là người yêu của nghệ sĩ. Trời đã nãy giờ chị không nói. Mà chị nói tôi nghe nha, với Phan Đình Tùng chị khẳng định là chị không có yêu. Sao vậy? Chị ghét quen ai có vợ chị. Trời đúng rồi, có vợ mà còn quen chị sao kỳ quá. Sau này Lý Hải nè, Lý Hải có vợ rồi chị cho lên đường luôn. Đúng rồi. Nhưng mà người lâu nhất là Ưng Quần Phúc cơ. Trời ơi Ưng Phúc quen chị luôn hả? Trời ơi chị quen nhiều người quá, em mê chị quá. Chị mai mốt giới thiệu nghệ sĩ tới ăn quán em đi. Em mê chị quá hả? Mà chị nói nè, em mà sống á làm con người là phải sống thật nha. Đúng rồi phải sống thật. Cuộc đời bây giờ cần nhất là sự thật đó cưng. Đúng rồi chị. Ví dụ nút ruồi cưng là thật hay giả nè. Dạ không, nói thật chị. Dạ, ừ, rất là thật đó. Cái này là nút ruồi là ngày xưa là tự đẻ ra là thâm đen như vậy đó. Tóc em, tóc thật hay giả đây? Dạ tóc thật chị. Không có một cái mái tóc giả nào xấu được như tóc của em. Ừ, dạ, tóc này là thật đúng rồi. Tóc hoàn toàn thật. Không nói nè. Không nói, dạ. Em thấy tóc chị đẹp không? Dạ đẹp, nè tóc thật nè, đúng không? Tóc nói. Nói đó cưng. Sao chị mới nói chị sống thật mà chị thích cái gì cũng thật. Em lại nghĩ sai rồi, mình sống thật. Nhưng mà tóc mình nối thì mình nói là nối thì có nghĩa là mình sống thật. À có nghĩa là không cần là tóc thật, chỉ cần là tóc nối mà mình nói thật là mình có nối cũng là thật. Dạ. Cho nên sống phải thật chút xíu. Dạ. Ghét sống dạ vô lắm. Này chị đã từng mặc cái áo 2 tỷ. Dạ. Nhưng chị không bao giờ chị nói chị mặc áo 2 tỷ. Ồ vậy là cái áo này là 2 tỷ đó hả chị? Nồ áo này 150 triệu thôi. Ồ miếng xà lách son gì mà 150 triệu đó hả? Em mà mắc ở chỗ là cái người thiết kế là mình có tầm cỡ. Quán em rất hân hạnh được phục vụ chị ăn gì? À, quán mình có gì cưng? Dạ có đầy đủ các món ăn, sơn hào hai vị, cái gì cũng có. Thôi bây giờ có cái vú nướng không? Dạ vú dê nướng có, dạ. Em cho chị cái vú thỏ nướng nha. Trời con thỏ có con nhúm gì mà. Dạ không có, em cố gắng. Em cố gắng em làm cho. Chị thích cái gì nó nhỏ nhỏ cơ. Nhỏ nhỏ chị thích, dạ. Rồi chân. Chân có, chân có, chân gà luộc. No, chị ăn chân cút. Chân cút xào nha, xào muối ớt nha. Chân chim cút quá hả chị? Ý chị nói là chân chim cút quá hả? Ồ, nó có chút xíu. Chị thích nhỏ nhỏ. À, chị thích nhỏ nhỏ. Thì em làm cho chị nhỏ nhỏ. Còn gì nữa cưng? Dạ, còn em quán em còn có cánh gà chi nước mắm được không chị? Ồ, được á cưng. Dạ, dạ. Có nước mắm là chị thêm chị mê đó nha. Dạ, dạ. Em cho chị cánh cào cào nha. Cánh cào cào chiên nước mắm nhé. Cánh cào cào chiên nước mắm. Mà chiên giòn giòn nhé. Chị thích ăn cái gì nó nhỏ nhỏ thôi chị. Rồi món cuối cùng là món có ốc nữa, ốc hải sản ngon lắm. Ốc ốc hương nè, ốc đu nè, ốc len nè. Có nè, ốc mỡ, ốc đỏ, ốc bông, ốc gạo. Và ốc gì? Ốc móng tay. Nha, ốc móng dạ, tay bây giờ ốc móng tay nha. Rồi em đi làm gì nha chị là xíu nha. Ê đồ bé bơi. Ủa? Chơi thiệt, chơi thiệt. Nên tiếp tục chia bài đi. Chia bài nữa đi hả? Ê, đồ bye bye. Ê, chia bài nữa chứ. Chà tới cho lú quay à. Hả? Dùng lại cái chiêu hồi nãy đi. Bánh dẹ. À. Ốc móc tay xào nha.
chân chim cút xào muối ớt, rồi vú thỏ nướng. Qua cái gì kì vậy? Rồi cánh cào cào chiên nước mắm. Qua mấy con kho không à? Chị, em mê chị quá. Tới nay bữa nay em nói em gặp được chị là hả, em đã thấy là rất là hạnh diện. Chị biết không? Em thấy là bản thân là một cái con người mà khi mà gặp được một cái người mà quý như chị là một cái sự hạnh diện cho cuộc đời em. Tại vì cuộc đời em không bao giờ mà quen được những cái người mà tầm cỡ như chị, quen dưới showbiz không? Bao nhiêu người nghệ sĩ. Cảm ơn chị. Dạ. Chị, sao chị nhìn em dữ vậy? Ngon không? Ngon chị, em ăn thấy ngon. Em có công nhận là khi mà mình đang nói chuyện rồi mình ăn cái sườn gâm vô, mình cảm thấy nó sảng khoái không? Dạ, sảng khoái vô cùng. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Lát nữa trả tiền nha. Là sao chị? Thì ăn phải trả tiền chứ. Không thì ủa chị mời em mà, không lẽ giờ chị tính tiền em một cái cây sườn gâm? Oh no, chị có mời đâu. Khi nào chị mời chị nói là chị mời cưng, chị để đây và cưng tự động cưng lấy cưng ăn thì phải trả tiền. Ok. Ủa không lẽ giờ chị người nổi tiếng mà giờ chị tính tiền em có một cây sân gơm kỳ vậy? Ủa chị bán mà cưng. Cái gì ra cái đó. Bán là chị lấy tiền, chị mời là chị không lấy tiền. Mà chị đâu có mời cưng đâu. Ủa vậy chị nói gì? Chị bán sân gơm. Cái nghề chính của chị là bán sân gơm. 10 bọc đó, sáng giờ còn nhiêu đây? Em thấy chị. Ôi, trời ơi, nãy giờ chị vô chị kể là chị quen hết nghệ sĩ này tới nghệ sĩ kia. Cuối cùng là chị bán sương gươm à? Chị nghĩ chị là gì? Ôi, chị giống như chị Mẫn Nhi ở trên... No, chị không phải là Mẫn Nhi. Chị là mỹ nhân. Chị đẹp. Con điên. Từ hồi sáng tới giờ tao gặp bao nhiêu thứ là ba trợn vô hỏi một cái con tự tử. Xong một thằng vô nó bối tiền tao. Xong hai vợ chồng vô quýnh tan xuống đó. Bây giờ mày cho mày bán sương gươm hả nãy? Mày ốc móng tay, mày vú thỏ nướng hả? Ê, tao quăng chiếc đũa một cái nha, là cái này nó thọt qua tút về sau nha. Tao bán sườn gâm nhưng tao kêu những đồ ăn là tao ăn, tao trả tiền đàng hoàng. Em xin lỗi chị. Ừ. Đồ ăn cho chị ăn nè. Ý da, mấy cái đó lầu co lầu Út Môn Tài hả? Vậy làm Út Môn Tài trước đi. Rượu không? Dạ rượu, dạ có whisky, có vodka, có đế gò đen cưng. À. Đế gò đen, ok. Dạ. Chị sống thật mà. Dạ. Ông ta đây, đế gò đen luôn đây. Rồi rồi rồi. Ai lấy ra, lấy ra. Ai da. Đó là bạn trai. Ây da, xin mời quý khách ẩm thực đi. Ồ, quán này đầu bếp người Tàu ha. Dạ. Dạ. Món ăn ngon lắm á nha. Dạ, mời chị ăn nha. Dạ nè chị. Dạ. Hay da. Dạ. Ốc bông tai mà có mấy cái ốc này nữa. Dạ, ốc dừa. À. Mấy chút tiền ta. Ủa, chị kêu ốc bông tai thôi mà. Dạ, ốc bông tai thôi mà. Ừ. Hay da. Gì chị? Sao có cái món này nữa? Cái gì? Hả? Ơ à, trời, có cái móng này có hột xoàn nữa nè. Hả? Là sao vậy? Trời đất ơi, gì thế cái móng? Chị đợi xéo. Ai? Ali à? Chị làm gì vậy? Chụp chưa? Chị chụp làm gì vậy chị? Cái chuyện của tôi. Ủa chị chụp làm gì? Ali à? Má ơi má, ông móng tay sao có hột xoàn? Bà ngoại, bà sao không móng tay gì mà có hột xoàn? Cái này à, kia bà chủ ra đây, kia bà chủ ra đây giờ nói chuyện. Ờ, bà chủ ơi. Ơi, bán gì vậy? A Lì nó xào hột xoàn gì cho người ta ăn nè, trời ơi. Tụi bay làm cái gì vậy hả? Tụi bay... xin chào quý khách, để tôi giải quyết nhân viên của tôi chút xíu. Cái gì? Hả? Ông xào ốc móng tay sao giờ cái móng tay có hột xoàn kìa. Cái gì? Móng tay làm có hột xoàn? Nói trong đây đó. Đâu, chị banh ra tôi coi. Trời ơi, tôi kêu gì ốc móng tay mà sao có... có móng tay trong đây rồi có luôn cái móng có hột xoàn là sao vậy? Ê, mấy móng này đâu thấy quen quen ta. Trời ơi, ôi trời ơi, đất ơi. Cái này à, bữa thấy ở trên là bàn trang điểm của bà có mấy cái móng tôi lấy tôi bỏ vô luôn à. Trời ơi, tay của tao. Hèn chi mà tao mất nguyên một bộ móng tay, tao tưởng là con chuột nó gặp. Tao làm lấy mày nghĩ mày xào vậy cho khách ăn á hả?
Được rồi, mày biết tao nha, mày hay lắm nha. Dạ thôi xin lỗi quý khách nha. Cái món này thay vì tôi tính quý khách là chỉ là 500 ngàn thì thôi tôi bớt lấy 450 thôi à. Này! 5 ngàn tôi cũng không trả tiền ở đó mà. Móng tay mắc mà chị. Mắc cái gì? Thôi tôi không biết. Trời ơi, người ta không chịu thì thôi. Nó nào không được thôi, lấy người ta đi đi. Một là đưa tôi lại 2 triệu. Gì? Hả? Mua hết đóng xin cơm lại cho tôi. Hai là tôi đưa hình ảnh này lên Facebook. Ủa này chị nói chị sống thật mà sao có mấy cây mà 2 triệu dữ vậy chị? Ủa? Cái này là bồi thường. Bồi thường khách. Rồi lấy tiền ra trả người ta đi. Bao nhiêu? 2 triệu. Hai triệu. Tính luôn cái dĩa là bồi thường á, ta là 500 ngàn đó, 2 triệu rưỡi á, trả người ta đi. Tại đâu có bắt bồi thường đâu mà. Không có bắt bồi thường à, cái quan à mình lịch sự cái là uy tín mình trả bồi thường cho người ta. Ông lại chơi là xong rồi á, lấy tiền ra. Hay rồi, ok. Nói chung lần sau là buôn bán ha, là phải coi lại. Đúng rồi. Chủ quán này hả? Ai da, ăn mặc như vũ nữ vậy. Đúng rồi, bà hồi trước bắt đầu là tài phán á. Quản lý hả? Thôi quản lý nhường điên vậy đó. Thiếu não, gọi là cái gì, cái não nó không có bình thường. Thấy không, tôi bán xuyên gum đẳng cấp. Bye bye nha. Thôi rồi, cái gì không được, để người ta đi chứ có cái gì lâu đúng không? Cái quán là làm ăn thôi, ra cái gì đó. Cái thằng quản lý là bị khùng. Còn cái bà chủ là thay một ngày 80 bộ đồ, ta tưởng bà là tài ban á, bà biết không? Trời đất ơi, bán một cái dĩa là nè, không có lũ đồ ăn. Lũ ăn á, không có lũ thì tôi phải chế biên thôi. Chế biên thôi miễn là được cho người ta ăn thôi. Cái gì không được thì thôi cho nó đi, đúng không? Chị hết nói rồi. Ra liền cưng ơi, chút xíu ra liền nè. Bây giờ chế nói cho cưng nghe, cưng ra ngay tiệm vàng cưng quánh cho chế một cái dây chuyền. Đeo cái này lên như người ta đeo nanh cọp đó. Trời đất ơi, quý lắm đó cưng. Trời ơi, trời ơi, cái khóe của tôi đó hả? Đó, thấy chưa? Trời đất ơi. Tao nói tao đi ngang tao thấy cái gì sưng sưng lên là tao rất là khó chịu. Tao nói đưa đây tao mắc cho là thấy giờ thấy sung sướng không? Ra cái thấy sung sướng không? Lần đầu tiên mới thấy mà có đường cục tao nói ra cái mà muốn thăng hoa luôn á. Cái gì vậy? Vừa móng. Mày vừa móng hay mà nãy sầu riêng mà thấy cái cây đó. Trời đất ơi, với cái khỏe đó thì cái móng đó phải vừa cái này. Để chân lên. Không có đâu. Tôi không muốn chơi sớm. Đừng, đừng, đừng. Quyết. Ngồi yên nghe chưa? Trời đất ơi, chế còn làm nhiều cái hay lắm. Lột da mặt. Thôi cảm ơn. Kéo 502 quất lên một phát, lột một cái phạt da non nó kéo lại cái mặt nó đỏ hồng như mông con nít dễ thương lắm. Trời ơi, cứ tôi nghe không, lời tôi đi. Không có nhu cầu thay da đổi thịt. Tôi không phải là cóc hay là rắn mà nội. Đó là cái lý do vì sao chế muốn nói chuyện với cưng á. Thay da đổi thịt, đổi đời đi. Tôi muốn làm ca sĩ. Muốn làm ca sĩ hả? Tôi hát bài tôi không nổi mà. Kỳ ghê, hát quá trời hát. Không nổi là không nổi. Sao kỳ ra? Cưng biết làm sao cưng không nổi không? Sao vậy? Cưng không có màu. Cái này màu lắm mà, này màu dữ lắm á. Chế nói màu ở đây á là cưng phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Nó là mưu trí á, biết chưa? Giờ làm sao? Thiệt sự nhìn cưng có tố chất lắm á. Đúng rồi, tôi biết mà. Trời ơi, cái mặt này là màu nổi lắm, nhìn rồi. Nếu mà nói theo cái gọi là cái phong thủy, cái khuôn mặt của cưng á nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cái phong thủy này á nha, nhìn vô á. Cái mặt sao, cái mặt sao? Nó giống như chữ nho á, cưng. Cái mặt sao, cái mặt sao? Chữ ngu. Dễ nổi lắm á. Ủa sao ngu mà nổi tiếng được ta? Thì mấy ngu nó mới nghe lời chế, mà nghe lời chế là nổi à. Ê bây giờ chế làm sao chế giúp em nổi đi chứ giờ em hát quá em không nổi. Giờ có cái cách nào không chứ em thấy bây giờ tụi trên mạng bây giờ nó làm nhiều trò hay quá mà nó bị chửi. Trời quá mà nó vẫn nổi hơn em. Cưng phải nhìn vào tụi nó như con vanilla bảo bảo. Cái con gì? Con vanilla bảo bảo. Mà sao cái con đó là cái con gì mà không nghe? Nó là ai vậy? Nó đi lên là từ một cái con hát đám ma. Mày thấy nó đó, mày thấy nó thông minh ghê gớm không? Ừ, hát đám ma mà thành ca sĩ nổi tiếng. Riêng cái việc nó chọn nó đi hát đám ma là chơi thấy nó quá thông minh quá rồi. Quá thông minh rồi. Đi vô sân khấu người ta không thích, người ta chọi đá. Đúng rồi. Hát ở đây người ta nằm yên à. Đúng rồi. Hát
giữa chừng không ai đứng lên bỏ về hết. Đúng rồi, mà bảo đảm vừa hát vừa có mùi nhang khói, mùi bánh kẹo nó tới. Nói không cần hiệu ứng sân khấu đó, nó nhang khói mù trời. Hay vậy em chịu em hát đám ma nha. Mày làm sao mày hát đám ma được? Bây giờ là mày phải đi qua cái bước đầu tiên đó. Mày phải có chiêu trò. Bây giờ làm sao? Cưng phải hẹn gặp cho bằng được con Vanilla Bảo Bảo. Để làm cái gì vậy? Cưng phải tạo lên một cặp đôi hoàn hảo. Nó đang có gió lớn, mình ngư theo gió, mình nổi theo luôn. Có nghĩa là tạo xì căng đanh. Chứ đi theo Cưng chứ làm manager của Cưng. Hay quá chứ ơi, chứ sẽ làm manager của em hả? Manager là gì vậy? Trời ơi, tao biết mày ngu mà tao không nghĩ là mày ngu tới như vậy nha. Ủa vậy hả? Manager là quản lý. Quản lý của em? Chế quản lý cho Cưng. Chế sẽ là mẹ của em, chế lo lắng chế cho em. Chế lo cho Cưng từng chút một. Hay quá, vậy thì bây giờ bước đầu tiên mình phải làm gì hả chế? Hẹn gặp Vanilla Bảo Bảo. Rồi, lên đi chế. Xe này đợi Thanh hay đợi Nguyễn vậy Cưng? Dạ đợi đường chế. Đó, trời ơi. Cái nệm xe, đội thất xe của Cưng lay quá rồi. Khổ ghê, vậy ta trang trí nội thất mà cũng gán đá cho phá hủy tài sản của người ta hả? Được không chế? Rồi. Chế ráng chế ngồi cho kỹ nha. Rồi, đây, đây, đây. Chế giữ em chứ. Lát nữa nó bay dụng cụ tài sản của em. Rồi, sự nghiệp Cưng trong này, sự nghiệp chế đây rồi. Cố gắng lên nha. Đi. Đi. Lên đường. Lên đường. Súp bà xấu cái người mà kêu bà ra làm scandal nè bà ra bà công chuyện nè bà, tôi hẹn bà là bà đau đâu rồi. Bà xui hả? Ừ, bà Bảo nghe nè. Bà đâu mà bà Bảo? Bà Bảo đang tới, đang tới. Sao cái giọng bà sai ke dữ vậy? Trời, giọng này nó phải sai ke, giọng này là tối qua cái đám ma nó phá quá. Hát banh giọng luôn, giờ khen tiếng rồi. Bà tới chưa? Bây giờ sắp tới rồi nè. Nói nhiều quá mất thời gian, cướp máy đi rồi bà Bảo tới liền. Trời ơi, gì mà hối hoài à. Mệt ghê. Con này nó chưa thành ngôi sao mà giờ giấy thun dễ sợ. Rồi bây giờ bà đang ở trên giường làm sao? Không phải, đang ở trên giường xếp mền. Hoa lạnh quá mà đi đâu mà lên xếp mền. Trời ơi, hồi nãy là ở trên đường, đi được nửa đường rồi, cái sực nhớ chưa xếp mền, quay về xếp mền ở trên giường. Bà Bảo là người ngăn nắp mà. Quá à. Bây giờ bà làm con quan trội dỗi, tôi đang đợi bà mà từ nãy giờ mày xếp mền á, mà nói tới lẹ lên. Rồi, bà Bảo tới liền. Trời, nó chưa tới nữa hả trời. Sao đành bỏ anh đi à, bao ngày thăng đánh nhau à. Ta không đưa cùng nhau đắt ghê. Anh thích ăn khoai mì à, còn mình ăn à. Anh thích ăn khoai tây à, em đâu ăn ăn khoai.
Trời ơi, hèn chi nãy giờ mày giật ngứa muốn chết à. Nằm lăn sao mày vô tới chỗ vậy bà nội? Alo. Đang chạy trên đường, sắp tới rồi. Bà đừng có xạo, bà ra đường sao tôi nghe tiếng gió gì chăng vậy? Hồi nãy trời đứng gió, bây giờ trời mới có gió. Thấy chưa, gió mạnh không? Rồi tiếng xe đâu? Biết biết biết, thấy chưa, dừng lại nói chuyện điện thoại người ta bớt kèm kìa. Cái gì vậy? Công an hỏi. Bà bây giờ để năn nỉ mấy anh công an xong tới liền nè. Công an hỏi chắc là lâu lắm nữa. Trời ơi, cái con này nó không tới thiệt, nó giỡn mặt với mình hay sao kìa. Ôi sao đành bỏ anh đi à, bao ngày tháng bên nhau à, mưa cùng nhau. Trời ơi, đang năn nỉ mấy anh công an mà. Trời đất ơi, tôi dám tắt máy luôn hả trời. Trời ơi, sao đành bỏ anh đi à, bao ngày tháng bên nhau à, mưa cùng nhau. Con nghĩ gì lì quá, công an bật mà gọi hoài. Bị tịch thu điện thoại luôn rồi. Mày tao không tin tao kiếm không được mày. Trời ơi má ơi, công an bắt mà còn còi được nữa hả? Alo má hả? Có cái con quỷ nào mà đã bán súp với bán xôi á, nó gọi lại kiếm Bảo Bảo, nói Bảo Bảo không có ở nhà nha. Tao là má mày nè Bảo Bảo. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao hỏi mày bây giờ mày tới chưa? Mày chịu tới chưa? Mày đâu rồi? À, tới rồi, à, còn một cái ngã tư nữa là tới liền nè. Ô vậy hả? Còn một ngã tư nữa là mày tới rồi hả? Ủa vậy sao mày bắt được điện thoại bàn nhà mày? Alo. Alo. Ừ, à, Bảo Bảo tới rồi nè. Mày à, Bảo Bảo, mày tới chưa? Tới rồi. Công viên Hoàng Văn Thụ đúng chưa? Mày đang công viên Hoàng Thụ gần sân bay đúng chưa? Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi phải không? Trời ơi, tao mừng quá, cuối cùng mày tới rồi. Rồi đợi tao chút xíu đi, tao đang uống cà phê ở Vũng Tàu. Giờ 3 tiếng nữa tao lên nha. Hả? Mày xạo hả Mười? Mày tưởng có một mình mày biết giờ dây thun hả? Tới rồi, tới rồi. Bảo Bảo ở đây phải không? Super soi đẹp không? Ừ, nhanh mất hư truyền nha, trời ơi, công nhận. Khoan, đứng dậy quen vòng coi. Trời ơi. Trời ơi, công nhận đi thương nha. Trời ơi, năm 2010 mấy rồi mà còn bận quần ống le hả trời. Mua đen mà. Này trời là... kết hợp không đâu vô đâu hết trơn á. Quần ống le mà áo sơ mi sọc. Nhưng mà Bảo Bảo rồi, lần đầu tiên thấy trời ơi. Làm như là... bị đê phải không? Ai nói bị đê? Hả? Tao ăn gái thiệt đó bà nội. Ai á? Im đi, nghĩ sao vậy? Hả? Một cái tấm thân ngọc ngà như vậy nè, mà bắt người ta phơi nắng phơi sương, ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, trường mặt nó giữa chốn đông người như thế này, người ta để ý dòm ngó tới Bảo Bảo rồi sao? Ê, cái quán này nó ế có hai mình tôi với bà thôi mà. Nguyên cái quán không có con người nào hết trơn á. Tại bà nãy có người á, mình 5 tiếng đồng hồ tao đi rồi. Tao nói thiệt nha, tao nói phải tôi khen sao lần đầu tiên tôi gặp bà tôi mê bà quá. Phải không? Đúng là tranh bất hư truyền. Ông giận tôi móc khóe nó giới thiệu đúng người ghê trời. Phải không? Nói thiệt, tôi chưa thấy con nào mà xấu hơn bà đó. Trời, tôi nói tôi phải chê bà nghe, không phải là chê, tôi nói thiệt nha. Trời ơi, bà xấu xúc phạm người nhìn, phải không? Bà xấu mà xấu lây người kế bên luôn. Bà xấu mà giống như là coi là bà xấu mà nó làm ô nhiễm thị giác ta luôn á. Thiệt, nhìn bà giống như cái con gì á. Cái con bulldog á. Cái con chó mà cợp á, biết không? Cái con chó mà để hai cái họng nó xạ xuống này nó đi. Cái nước miếng nó chạy lùm la đó. Rồi tôi nói thiệt. Con nạn.
Hả? Đi tiện. Gì? Hạ lưu, bỉ ổi, vô sĩ. Nữa đi. Mang trá. Thôi. Nghĩ sao vậy? Hắn nghĩ sao cái nhan sắc này mà nói người ta vậy vậy hả? Không nghe nói mà làm đủ một chuyện, không có chuyện gì mà không dám làm mà lên trên báo rồi mà chửi hết nghệ sĩ nữa, nghệ sĩ nọ ai cũng chen miệng vô mà chửi vậy. Thì đó, cái nào mình thấy mình không có hợp nhãn, hợp cái lỗ nhĩ mình thì mình nói thôi. Rồi coi như là trên trang mấy cái trang mà cộng đồng mà phim clip rồi mà tự quay hình mà búa mà bận đồ biến thái mà lên mà búa cột mà làm cái ghê đúng không? Cái gì cũng làm hết rồi. Rồi tất cả những cái trang báo mà lá cải, lá me, lá mít gì mà lên trên rồi phải không? Mình phải lấn thân vô thôi chứ sao bây giờ. Mình không có ngoi ngót vô được cái lá sen, lá súng, thì mình phải kiếm cái lá mơ, lá mướp hoặc là lá thúi địch mình vô. Bây giờ mình làm gì để dính với nhau để nổi tiếng chứ. Giờ tôi cũng bán cho kéo mấy chục năm mà tôi hát hoài mà không có nổi. Bây giờ kết hợp đi chứ, tôi phải bà quá rồi đó. Tôi mê bà quá rồi đó, còn bà quá. Oh wow, ý kiến hay quá. Ý là bây giờ muốn kết hợp với bà Bảo phải không? Kết hợp đi, bây giờ tôi nói nghe nè. Tại vì bà nhiều chiêu trò, bây giờ tôi hoặc kết hợp lại mình mới bơm lên, mình mới nổi tiếng được, bà hiểu không? Đúng rồi ha. Bây giờ bà làm sao đi, tôi thích chứ. Tại vì tôi thích tham gia vô cái stupid, bà giúp tôi đi. Ngu. Thế sao chửi tôi ngu? Mới nói gì? Stupid là ngu đó. Đâu có. Tôi nói tiếng Anh á, cái stupid á là cái giới nghệ sĩ gì đó kêu là... Trời ơi bà, tầm bậy tầm bạ không biết. Cái gì? Muốn vô cái giới này người ta phải gọi là cái giới showbiz. Showbiz. À. Trời đất ơi, người ta phải đá cái chữ lên, vuốt lên. Showbiz. Showbiz. Cũng rỉ xuống cho được nữa hà. Cái gu tôi nó thích xuống mà, chứ tôi không có móc lên được như bà. Bây giờ vậy đi, quan trọng nhất là đó giờ á, Bảo cũng làm đủ thứ trên mạng rồi, thiếu điều mà muốn lột ra nhảy cà tưng cái trời. Thôi nha, mà thôi chưa nha. Nổi được đó. Thôi nha, bà đừng có xuống tôi múa cột nha. Múa cột ăn nhầm gì, cùng lắm bị cấm diễn thôi. Tôi không chịu đâu. Trời ơi, tôi chưa diễn được nữa mà cấm tôi diễn là tôi chết tôi luôn à. Bây giờ cho tôi cái cách gì đi. Bà Bảo đã có cách rồi. Sao? Nói một nhọt hả má? Bà làm gì mà bà nhúc nhích hoài vậy? Đang suy nghĩ. Bảo đã có cách rồi. Tụi mình sẽ thực hiện theo phương châm 3S. Sang, xích và sốc. Ý là nói hai chúng mình sẽ làm xì căng đan yêu nhau. Em yêu nhau à? Tôi với bà yêu nhau hả? Dạ, cái này gây sốc rồi nha. Tôi nghĩ là mình yêu nhau, Bảo Chi sẽ tập trung vào chúng ta. Lúc đó Bảo Chi sẽ đập vô mặt chúng ta. Chúng ta sẽ có xô. Bảo Chi sẽ đập vô mặt bà. Tất cả mọi người sẽ đập vô mặt bà. Dư luận sẽ đập vô mặt bà. Tao đập vô mặt mày. Mày đừng có lợi dụng cái niềm vui rồi mày tán tao nãy giờ không thương tiếc nghe chưa. Vậy chúng ta sẽ quyết định vậy nha. Như vậy là chúng ta sẽ yêu nhau. Trời ơi, hay quá. Trời ơi. Trời ơi, Bảo ơi. Chết hoài má ơi. Gì vậy? Đâu cái gì mà cái phòng bụi quá. Trời ơi, bụi đâu mà bụi. Trời ơi, quỷ nó mất vệ sinh, nó sợ luôn, hát xì tùm lum, người ta cạo lông chân chứ bụi đâu. Trời, cái con biến thái, trời đất ơi. Trời đất ơi, nó cạo lông chân mà nó xịt lông đầy trong mặt mình, thèn gì nãy giờ tôi nghĩ mũi. Trời đất ơi, mình lặn gán lứa, mình phải kỹ lưỡng cái vụ đó chứ. Ở vô. Trời ơi, thứ ăn lông ở lỗ. Cái gì ăn lông ở lỗ? Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi là tôi nghe là cái con quỷ tư móc khóe là cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đi cặp bồ với bà, thấy không? Bây giờ cậu xì căng đan, thấy không? Đó bây giờ đó, ế cũng là ế. Nguyên một tháng trời ngồi không ở nhà như hai con chó già ngồi trực xương vậy nè, thấy không? Đó, nhìn đi. Trời đất ơi, quen. Đồ quá ở chung, trời đất ơi, cho tôi qua ở một cái nhà tao nó nhỏ mà tao nói con quỷ này nó ở vô, trời nó ở vô mà thì tôi chả thay. Ngày nào mà nó không cạo lông chân làm như nó ăn không ngon mà cái nhà nó trời nó thúi như cái chuồng trâu thật thôi. Ê, giờ tôi thích gì đó được không? Chịu không? Bà đừng làm mặt tủ tim trước mặt tôi ói, bà hiểu không? Ủa chứ sao? Tôi nói không phải khen nha, cái mặt bà như cục gạch vậy.
Trời ơi, nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao vậy Superstore? Cái mặt người ta khả tú khả ái vậy thôi chứ. Thôi vậy hả, mặt bà khả ái hả? Cái mặt bà là mặt khả ố á. Ê, nên tôi mới phát hiện dùng son Trung Quốc phải không? Trời ơi, nó chảy bợn đầy hai cái mép môi nè má. Trời ơi, y như ăn sữa chua mà chưa có chùi vậy trời ơi. Cái này là son dưỡng. Dưỡng gì bà nội? Hả? À, cái này nó là bợn nè, ke nè bà cố. Bà nằm xong mà ke nó đóng bợn hai bên mép bà. Trời ơi, con mình nó ủ vô dễ sợ. Bà nghĩ đi, từ ngày tôi cặp với bà bây giờ một tháng trời rồi có sao không? Trời ơi, thì người ta cũng tính dữ lắm chứ bộ. Thiệt á, mà không biết sao á, kỳ này em tính á, tính dữ lắm á, mà sao cũng ế là sao ta? Là hôm qua tôi làm một cái dấu liều là tôi mượn coi như là 40 triệu của cái con Tư móc khóe. Đó, bởi vì là tôi đưa cho bên cái trang là không nên tin.vn rồi. Tôi bài cho vụ đó chứ ai. Hay thì quá. Bây giờ là tôi đang đợi là cái kết quả của nó đây. Cuộc đời thì không, cuối cùng đi về ở chung với Hà Mã. Ê Hà Mã nào? Ta mỹ nhân người Hà Mã. Cái gì? Điện thoại reo. Người ta gọi trả lời á. Vâng, tôi chính là siêu sao ca nhạc trẻ Âu Dương Super Soi đây. Bà Bảo, con điên nó chết rồi. Ê, có Bảo Bảo, Vanilla Bảo Bảo nữa. Có Vanilla Bảo Bảo, ở đó. Tôi xin lỗi. Chị gọi từ trang không nên tin.vn phải không ạ? Dạ sao ạ? Ôi dạ sao ạ? Ủa chị lộn số hả? Ê, ủa con này nó cũng rảnh lắm nè, từ nãy giờ mà nó nói mà nó biết tên tao luôn mới ghê, mà nó nói nó lộn số nha mày. Cái con này mới rảnh nè, mày tự xưng mày cái tên mày nên người ta biết là phải rồi. À vậy hả? Mắc mớ gì người ta biết đâu. À, gì nó nói, nó hỏi à, cái con quỷ mà cái con mà con quỷ vợ mày đâu. Cái tự nhiên cái tôi tưởng là hỏi bà, cái tôi nói bà chết rồi đó, bà hiểu không? Ê trời ơi, nói nghe là vậy là tụi mình được nổi tiếng rồi đó, thấy chưa? Không dám ra ngoài nó nhận lộn người ta chứ mà nó tưởng bà đó bà nội. Ôi đất ơi. Cái gì nè. Gọi, có người gọi. Xô chửi nè, lộn số đó. Mày lộn số nè mày. Dạ em xin lỗi chị, dạ em xin lỗi chị. Dạ chị bên trang không nên tin.vn ạ. Tôi ra coi ạ. Em xin lỗi. Tại hồi nãy có một cái đứa kia nó gọi nó khủng bố em bị hoang mang quá. Em xin lỗi chị. Dạ em là Âu Dương Super Soi đây chị. Dạ. Vanilla Bảo Bảo. Dạ có cái con cái gì? Vanilla Bảo Bảo. Vanilla Bảo Bảo. Cái tên nó khó đọc quá chị. Cái con Bảo Bảo nó có ở đây. Dạ. Dạ. Dạ sao ạ? Dạ sao ạ? Trời ơi, công sức tiền của bao nhiêu lâu nay gom vô chỗ này, rồi bây giờ người ta khóc nhận. Mày điên hả? Nó nhận rồi. Nó kêu tụi mình thay đồ tới tòa soạn điện làm hỏng chứ. Nó mày rảnh lắm à. Trời ơi, nó chịu nhẫn rồi tự nhiên sao mày khóc chứ, làm nó khóc theo vậy? Tại tao mừng quá, tao xúc động. Cuộc đời tao lần đầu tiên có người chịu nhận phát bài hát của tao. Có nghĩa là người ta chấp nhận để nhận cái tiền đút lót của mình phải không? Bây giờ biết phải làm gì không? Tổ chức ngay thật rình rang, phen rất đông nghẹt luôn. Không. Làm gì không? Làm gì? Thay đồ. Trời đất ơi, thôi khoan dừng lại. Trời ơi, mấy cưng làm sao giờ sáng ăn sáng chưa vậy? Trời ơi, có đàn ông con trai còn đùa cơ bắp dạm dở con chuột như con chồn mà la hầm cái tiếng la, mà tôi biết yếu sinh lý rồi. Trời đất ơi, coi thì cái thây thì bự nhất lựa cái con gấu nhỏ nhất cầm trên tay. Ta nói có cái cách nào mà làm cho cưng ngầu hơn được một chút không? Ngầu à? Trời ơi, thần tượng tới rồi mấy cưng ơi, la to lên cho chê. Trời ơi, đứa nào đây? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, kéo vô. Trời ơi, đâu ra vậy? Trời ơi, kéo vô.
ôi mới đây luyện thanh tốt ghê ha. Anh bà nội mày tao chửi đó. Ủa mắc nói gì chửi? Ủa tao trả tiền mà sao tụi mày la tên có mình đứa bảo ảo không vậy, còn tên súp bà xôi tao đâu? Mấy cưng là súp bà xôi đi mấy cưng. Súp bà xôi bảo súp bà xôi. Kiếm đâu ra con động vật nguy hiểm này vậy? Con đông mà nó sống tới nó phóng tới nó muốn cào tôi ra vậy? Thằng đội lắm. Ê, thằng đội thiệt nè. Thằng đội lắm, không có mướn đâu. Thiệt. Ủa nó tình nguyện viên hả? Ừ. Thích thiệt đó. Ba hay quá ha. Hai tao kêu bà vàng dựng á, xong rồi bà tặng bà làm ơn bà đổi cái con gấu đi, cái con quỷ này nè, nó cứ tặng 8 lần rồi, tao nó thúi gấu luôn, khi được khán giả nó nhận ra nó luôn rồi đó. Đưa cái con gấu mới đi, tôi đã nói bà rồi, quản lý rồi, tôi là ca sĩ tôi ăn bận còn chưa nổi nổi bằng bà nữa mà, coi bà chơi một về hộp hà. Ê nè 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 nè, nãy giờ chế nhìn mấy cưng rồi đó nha, chế có danh có tính nha, có tên có tuổi nha, ngoại hình với diễm lệ như vậy chế cũng phải có một cái tên xứng tầm và chế đổi đời rồi. Chế đổi nghề danh rồi. Tên gì? Mộc Khuê Tứ. Mộc Khuê Tứ là cái gì vậy ngoại? Mộc Khuê là móng khóe á ba. Trời đất ơi, trời cái tên hay quá vậy. Ê, quản lý này được nha. Quản lý tao á. Trời ơi, chế nói với cưng, chế lo cho nó từ bộ đồ, chế lo đi đó nha. Được không, được không? Cưng á, cưng giải trí cho công chúng, mà cưng không có biết nghĩ cho công chúng gì chết hết. Chà. Ngần này màu mà cưng không có xứng tầm bán kẹo kéo cưng. Chết cha, vậy sao vậy? Chế thêm màu cho cưng. À vậy hả? Đó. Lễ trao khăn. Đó, chế phong tước vậy nè. Đó, thấy không? Tao nói người ta có trai đẹp bị trục xuất, mình có trai đẹp được trục vớt. Quay vòng chế coi. Hay quá trời. Quay nửa chế coi rồi, giữ lại cho chế coi. Đó, đó, đó. Đó, được rồi đó. Không, tắt thở. Ngọt. Trời nhìn hay ghê lắm con á. Bà ngoại vừa phải thôi. Bà để tôi tự quấn đi, bà ra bà xiết cổ cho tôi chết con đi. Bữa nay tôi ký hợp đồng bà nội nha. Thêm miếng màu vô. Thôi. Để tôi tự làm ra, để cho nó cắt lại. Rồi xong, mày mua đi. Lê 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 lê. Má ơi, phấn nó chảy luôn rồi. Trời đất ơi, sao mấy quỷ này nó chưa tới nữa trời ơi. Nói là đi. Đi ra. Quỷ vô đã dặn rồi mà. Phải để em chịu trước. Chào chị. Hai đứa. Dạ. Hai đứa tới trễ thì đừng có gây gỗ. Chị còn đang rất là bực mình nha. Gây một tiếng nữa tao nhào vô, tao phóng vô một cái, tao tán từng thằng một nghe chưa. Nghe chưa? Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Dạ. Cái con quỷ này nó lâu, nó chuẩn bị lâu. Em nổi điên với nó không à? Chờ em nhau. Mấy giờ? 3 giờ. Dạ. Bây giờ là mấy giờ? 6 giờ. Nghĩ sao mà hẹn 3 giờ mà bây giờ 6 giờ mới tới? Ủa hai đứa em chưa là ngôi sao mà? Hai đứa bay mà ngôi sao là ai chịu nổi hai đứa bay nữa? Dạ. Đấy, con quỷ này nè. Con quỷ Vanilla nè. Trời ơi, nó thì xin lỗi chị, nó gắn cặp Long Nguyên nó 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi em ơi, em trang điểm cái gì mà thấy ghê vậy cưng? Em xin lỗi chị, tại vì em cũng không muốn gì đâu. Mà nãy giờ xin lỗi chị, em cãi lộn với cái con uống tóc ở trong xóm em muốn khang tiếng luôn nè chị. Sao vậy? Chị tưởng tượng đi, con mắt em nó thiếu ngủ, nó sụp. Em kêu nó ráng dán lông nheo sao cho dãnh ngược lên cho thấy con mắt nó to đẹp. Mà chị tưởng tượng đi, cái lông mi người ta nó cong như chày. Mà con quỷ nó không hiểu sao mà nó dán ngược, nó móc ngược vô con mắt em như chày nè. Nó cho vừa chị tưởng tượng coi em chịu nổi không? Em chịu lộn với nó nãy giờ 4 tiếng đồng hồ mới tới trễ là gì con quỷ đó đó. Trời ơi, trời. Quá hỏi vậy bây giờ cái con mắt nó không chịu ngủ mà nó sưng bụp lên. Giờ nó còn như hai đường chỉ ngang, ta dán kiểu gì thì nó phải móc ngược vô thôi. Thôi 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 bỏ qua cái lông mi lông mày vậy của tụi em đi nghe không, mà rút kinh nghiệm mai mốt không có được vậy nữa nghe chưa. Dạ. Trời ơi chị chờ mà bây giờ mặt chị chảy luôn rồi nè, thấy không? Em xin lỗi em lại chị luôn á. Làm lại chị luôn á. Trời đất ơi. Thôi đi ra đi. Chưa chết mà lại gì mà lại. Mà em sợ. Nè chị, bây giờ em hỏi chị nè. Bây giờ là cái vụ mà cái xin lỗi. Tao đã ơi, con bị em bực mình nó ghê, chỉ có nó ăn bận em chịu không nổi mà nãy giờ nó quất vào trong mặt em bao nhiêu lần rồi. Hai đứa đừng gây lộn với nhau nữa, chị mệt mỏi hai đứa quá rồi. Dạ. Giờ sao nói? Cái bữa bài là bên sếp chị chịu nhận cái bài của tụi em là phải không? Ủa, tụi em gửi chị cái bài gì ta? Dạ. Cái bài mày để tao đi. Cái gì vậy? Tao nói cái tao không vô, tao tán từng thằng một nha. Dạ, em xin nha. Dạ. Gây hoài. Phải, tại vì cái bài đó là đáng lẽ là của em. Dạ. Dành hoài để em nói. Nhưng em làm nhạc chị, em làm nhưng nhạc. Cái bài đó sáng tác riêng cho em. Cái bài đó em phối đó chị. Số phận em, của em phối là. Nhưng mà cái
mày hả? Chị hả? Bình tĩnh đi. Tao nói làm sao? Dạ, nói làm sao? Dạ. Đừng gây nữa, nhức đầu nghe. Bây giờ em nói. Bây giờ ra bọn đồ tì đi nào. Cho mày ra cái búa đi. Tao ra cái búa mày ra cái gì? Tao ra cái búa rồi tao ra cái kéo cho. Phải không? Ừ. Mày nói nha. Ừ. Hứa nha. Ừ. Rồi, 2 3. Rồi tao nói. Em đã thắng. Tao chưa thấy ai ngu như mày. Kêu em ra cái búa rồi giờ nó chơi nó hại em. Kệ đi. Kệ. Nói nè. Cái bài bữa em gửi cho chị đó, cái bài mà khi nào em mới chịu hạ sanh á. Dạ bài đó sáng tác cho em. Dạ khi nào em mới chịu hạ sanh. Dạ. À cái bài đó đó hả? Dạ. Sếp chị nhận rồi. Hay quá. Trời ơi mừng quá chị ơi. Em bữa em có gửi qua tới 40 triệu lần hả chị? Chị biết thì chính vì cái 40 triệu đó mà sếp chị nhận nó cưng. Chị này chị ráng đưa tụi em vô được bình chọn, đưa lên bảng xếp hạng. Nói nào ngay, chị nghe thử cái bài đó rồi. Dạ, nghe sao đấy hả chị? Hay không chị? Dạ, chị. Cái cười là thích à, cười là thích, cười là thấy khoái đâu. Dạ quá, để chị nói. Sao chị? Trời ơi, không phải nghe tụi em. Dạ. Còn cái bài đó nghe đó, nó thấy ghê lắm mày. Trời ơi, nó dở dễ sợ lắm mày. Trời ơi, tao nghe mà tôi nổi da gà từng cặp luôn à. Nổi da gà không phải là nó hay, nó ghê quá. Rồi tao không ngờ á, cái giọng hát khủng khiếp như vậy luôn á. Biết không, hôm bữa chị mở cái bài đó vô. Ở nhà chị đó, chị đang mở cái bài đó ghi vô chị tắm. Ở ngoài này con chó của chị á, nó nghe làm sao mà nó như nó nổi điên lên em, giống như là kích thích quá. Trời, cái bài của tụi bay nó kỳ lắm. Tao đâu có dám nghe nữa, tao tắt liền. Em chỉ đọc rap thôi đó, mà nó hát hết đó. Dạ không, nhưng mà tụi ê, cái giọng rap của mày lạ nha. Em rap đó chị. Đó, cái giọng rap này lạ. Ê, khi nào em mà cà chà cà chà, khi nào em cà chà cà chà. Đó. Tao thích. Cái đoạn rap nó tao thích. Tại vì tao không nghe được cái gì hết. Đó, thấy chưa mà chị nghe em hát đúng không? Dạ. Tao nghe mày thì hát rõ chữ. Dạ đúng rồi chị. Nói chung ca sĩ là phải hát rõ chữ. Dạ đúng. Mà bừa bị cái là cái giọng của mày rất là dở thôi. Hiểu không? Phát âm thì được mà cái giọng dở thôi. Nói chung là hai em phải cố gắng hơn nhiều nữa thì mới thành ngôi sao nhưng mà được. Bây giờ chị cho nó vô bảng xếp hạng đi. Dạ chị cho nó vô bảng xếp hạng. Cái chương trình gì mà cái chương trình mà của cái đài của chị đây nè chị. Dạ. Đây nè, quyền lực nằm trong tay chị. Hay quá, em đừng chỉ là cái đại diện cho quyền lực rồi. Thấy không? Em đặt vị trí vô đúng chỗ rồi. Đúng rồi, bây giờ hai em cứ yên tâm. Chị đặt cái bài đó vô một cái chương trình rất là hoành tráng. Vượt qua mặt cảm. Tên chương trình nghe lạ chị. Cái chương trình này sao giống viết cho tụi em, riêng cho tụi em á. Đó, đúng rồi đó em. Chương trình này mình phát vô giờ nào vậy chị? Giờ vàng á cơ. Giờ vàng, phát giờ vàng, khỏi em hướng chị chỗ đó. Giờ vàng là thẳng mấy giờ chị? 3 giờ sáng. Ôi giờ đó ai nghe mà vàng chị? Mày điên rồi. Giờ vàng dành cho mấy đứa mặc cảm đó, bị trầm cảm đó, hiểu không? Chỉ có mấy đứa trầm cảm nó mới thức tới giờ đó thôi. Ủa là cô nghĩ là cái nhạc của tụi em phải là phải hướng đến cái khán giả không bình thường á hả chị? Tụi em giật dậy tinh thần tụi nó. Hay quá, trời em mê quá chị ơi, đúng rồi. Bởi vì em nói là ngày xưa mà khi người ta tư vấn là đúng chị. Phát là phát trên cái trang mà không nên tin.vn của chị là em thích quá. Chị bây giờ mà nó nghe nè, bây giờ em đưa tới 40 triệu lên mà phát 3 giờ sáng sợ trễ quá ta nghe không được. Giờ chị cho sớm hơn xíu được không? Em muốn mấy giờ? Rồi ráng nhích cho em tí đi, giờ ba phát khoảng 5 giờ sáng đi. Mày điên hả? 3 giờ sáng mày còn không chịu, mày chịu 5 giờ sáng. 3 giờ sáng nó trễ chứ 5 giờ sáng nó lại sớm nha. 5 giờ sáng ta thức dậy ta đi làm việc mà ta nghe nhiều quá. Ý nó là sớm là sáng sớm đó chị. Dạ. Nhưng mà không được. Dạ. Cái giờ đó là mấy đứa trầm cảm nó đi ngủ hết rồi. Người bình thường thì người ta đâu có nghe, mấy người đi làm là những người tỉnh táo, người ta không bao giờ nghe nhạc của tụi em. Ủa dạ chị. Dạ sao kỳ ta. Hay quá, nghe chị đi đừng có bàn ra. Chị là người chuyên nghiệp, chị nói là phải nghe. Yên tâm đi. Dạ. Một người mình chọn thôi, tụi em cũng đoạt giải nữa. Trời sao ghê vậy? Ủa sao vậy, cái chương trình gì kia? Tại vì mấy đứa nó trầm cảm, nó đâu có thời gian đâu. Nó không thể nào mà nó bình chọn cho tụi bay được. Cho nên tụi bay chỉ cần lấy cái máy tụi bay ra, tụi mình bình chọn rồi tụi bay có giải thôi. Trời hay vậy luôn hả? Bây giờ nó quyền diệu dữ vậy. Quyền diệu, cái quyền lực là có giải, cái giải thưởng bây giờ nó hay quá. Nha. Ừ. Hay quá chị ơi. Thôi bây giờ vậy đi, mình làm chưa? Nãy giờ nói tào lao lao quá. Làm đi, vậy làm đi. Bây giờ là vô phỏng vấn giả đúng không? Ok, bây giờ mình làm cái talk show. MC là chị luôn hả? Chị làm MC, chị có quyền không? Chị đẹp quá mà. Chị tên gì đi em xưng hô cho nó đúng. À trời, làm gì chị bao lâu nay mà không biết tên chị hả? Thật là sơ sót quá. Cứ gọi chị là Jennifer. Ba tê bơ hả chị? Cái tên gì kì vậy? Trời ơi, tao muốn phóng đưa tán cái mặt mày nữa rồi. Chị nói cái tên gì em nghe rõ. Mày dốt, mày nín đi. Mày dốt, mày đừng có nói để chọc chị giận gì. Để em bé này nói, để em bé này nó chắc nó giỏi tiếng Anh. Chị á, là Trang Phở. Hiểu không? Trang Phở là người đọc tiếng Anh thì nó bước lượt dấu đi là Jennifer. Đúng không chị? Tao phóng cái này vô trong mặt mày ở đâu mà Trang Phở. Bạn bà nó chứ chị cũng đòi phóng vô trong mặt mày kìa. Nè nghe kỹ là nghe, chị nghe Jennifer.
Trời ơi, tao xịt keo rồi nha, cái gì vậy nè trời. Xin lỗi. Trời đất ơi, nó phấn tôi chảy rồi mà nó còn phun nước vô nữa. Chị thì nó làm sao chị? Không, bỏ qua cái tên, chị tự xưng hô đi, đừng bắt tụi em kêu nha, chị tự xưng hô. Rồi, vậy nè, bây giờ mình vô nha. Jennifer xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Diệu Qua Mặc Cảm. Hôm nay Jennifer mời được hai ngôi sao rất là đình đám của showbiz đến đây để giao lưu cùng chúng ta. Hai em có thể chào quý vị khán giả không? Dạ, chúng em nói cho đều á. Nói cho cái đều. Đếm 2, 3 đi. 2, 3. Dạ, chúng tôi. Chúng tôi. Chúng em mà cho nó thân thiện. Chúng tôi là chúng. Không, chúng em đi. Lại chúng là chúng tôi. Nhanh nhanh cưng, nhanh nhanh cưng. Thí dụ như là mày cái người ngổ hơn mày câu chứ mày em đó. Bây giờ thì chúng tôi. Rồi, vậy đi. Chúng tôi đi. Ờ. Dạ, 2, 3. Dạ, chúng em. Mày rảnh quá hả? Tao bị liệu theo mày đó. Chị vô đại đi chị chứ. Thôi bỏ đi, bỏ quá. Đi. Khoan, bỏ cái chào luôn đi nha. Chút tập lại đi rồi chào sau nha. Bỏ đi. Dạ, rồi. Em là Âu Dương Super Soy. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, còn em là Vanilla Bảo Bảo. Xin kính chào quý vị khán giả. Hai em có thể cho chị biết cảm xúc của tụi em như thế nào khi mà gặp khán giả ở đây không? Em là vui. Mỗi đứa nói một câu đi. Từ từ mấy đứa ơi. Dạ, nôn tại vì phỏng vấn nôn lắm. Dạ, dạ, em cũng biết nói gì nữa. Dạ. Cho chị hỏi là hai đứa vô nghề cũng đã lâu rồi. Dạ. Có những kỷ niệm nào vui hay là buồn gì đó kể cho khán giả nghe được không? Trời ơi, kỷ niệm của em nhiều lắm. Trời ơi, đi hát quá trời mà. Em kể gì nghe. Hôm bữa con sô đá ma. Em hát quá trời, xong cái cuối giờ chủ nhà quát em vô nói khen em quá trời chị. Trời ơi. Dạ, chủ nhà nói trời ơi em hay giỏi quá, em đẹp quá, em thấy thương quá. Trời ơi, rồi bây giờ đám nhà chị là em hát hay vậy đó. Ừ. Rồi mai mốt tới đám em ai hát được vậy? Dạ. Trời ơi, sao có duyên dữ vậy? Chủ nhà nó có duyên chị. Ờ. Dạ. Tính năng nhỏ này nó đi trước được tương lai, nó biết là thế nào này, hát kiểu này cũng có ngày bị ta đánh chết nè. Được rồi. Còn em? Dạ thì kỷ niệm em thì nhiều lắm. Ừ. Bị em bán kéo kéo mà. Thôi bây giờ vậy nè. Dạ. Thời lượng chương trình cũng không có nhiều đó. Nó chỉ có mấy phút thôi. Dạ. Cho nên hai em chào khán giả. Chúng tôi. Nó nghe nè, hai đứa đều dìm chị xíu được không? Dạ. Đúng rồi, chúng tôi. Nói một cái câu ao thôi, đúng một cái câu ao. Tao 2 3 là vô nha. Rồi. 2 3. Xin tôi chào xin tạm biệt. Lại. Mà nó qua tao nói là chào tạm biệt cho tao. Tao phải hẹn gặp lại, phải gặp lại cho nó một lần. Cắt máy hết. Rồi xong rồi em về đi, về. Ủa xong rồi hả chị? Chương trình xong rồi đó hai đứa. Chị. Dạ. Cái đoạn nào mà nãy giờ tụi em gây lộn á, chị về chị cắt giùm em, chị sửa cái hình này cho nó lịch sự xíu. Cho cái hình này ôm bé cho em cho đẹp đẹp. Yên tâm đi, tụi em lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Dạ, cái hình nãy giờ lên hình đẹp không? Đơn giản là tại chị không có thu hình. Chị phát thanh mà cho nên thu âm thôi à. Tụi em nãy giờ khi em chân diện lên là để con điên này nó làm mặt 4 tiếng lần hả chị? Dạ em dạ. Có làm. Chị đâu có kêu tụi em làm mặt đâu. Em sắm bộ đồ này cũng mắc lắm đó. Chị cũng đâu có kêu tụi em mặc đồ đẹp đâu. Ủa nãy giờ là thu âm không hả? Thu âm thôi chứ không có thu hình. Được chưa? Về. Khoan, còn có vụ mà show chị nói chị mời tụi em đi hát á. Quá. Có show. Dạ bây giờ mình ra cái chuyện ngoài luôn. Nè, bây giờ cái show này á là hoành tráng lắm nha. Show đẹp không chị? 6.000 chỗ. Chị mà lét mười mấy mét. Chị nó cứ nãy giờ nó quất cái này vô mặt em hoài. Xin lỗi. Mà khán giả 6.000 chỗ mà còn có sung không? Sung lắm em ơi. Em chưa ra gào thét kêu tên em rồi. Em mà bước ra một cái là nhảy lên sân khấu luôn vậy đó, chọc máu lửa lắm. Trời ơi, tôi chết rồi, hát 6.000 người mà sung cỡ đó chắc tôi chết. Cái chương trình này chương trình lớn lắm không chị? Lớn lắm em ơi. Dạ. Thì cho em hỏi chương trình tên gì? Dạ. Tiếng hát trị liệu. Chương trình nghe cũng mới hả chị ha? Dạ, cái chương trình này nghe cũng tâm lý quá ha. Dạ. Chứ sao em? Mình hát ở đâu, mình hát ở đâu chị? Bệnh viện tâm thần. Mấy người ta bị trầm cảm á em. Dạ. Thì mình mang tiếng hát tới, mình vực dậy tinh thần cho người ta. Tụi em là hát bệnh viện tâm thần thiệt á. Đúng rồi. Cái chơi thương thường, tháo người mà quên. Ôi quá vui em. Chắc em vui lắm à. Trời ơi, không đâu em ơi. Sụn dữ lắm, mấy người đó coi vậy như biển tiếp thưởng thức lắm á nghe. Kệ, bây giờ nó nghe là thôi bỏ qua đi cũng được đi. Có show là vui. Thôi bây giờ tụi em lấy rẻ thôi. Dạ. Nếu mà em tưởng là show lớn chứ nếu mà bệnh viện thôi em lấy rẻ chị 2.000. Dạ. Nhiêu? Thôi ngàn thôi cũng được, ngàn.
Dạ thôi ngàn đi chị. Dạ ngàn. Ngàn sao đủ, tụi em ăn kem mà sao tụi em lấy cái gì kỳ cục vậy? Hai ngàn, ngàn. Đâu có ngàn cũng ngàn. Dư mà chị, ngàn hai hai chục triệu á, hai ngàn đô, ngàn đô. Dạ ngàn đô. Một ngàn đô. Dạ, thì đó. Dạ. Chị có làm khách sạn tụi em không? Ở ở năm sau được không vậy? Dạ, chị chỉ mướn cái gì? Dạ bốn sao cũng được, bốn sao cũng được. Dạ. Sao? Thôi thiệt ba đi, thiệt ba sao cũng được. Dạ. Em ơi, hát bên quận 8 mà cũng mướn khách sạn cho tụi em nữa hả em? Quận 8 mà chị. Em tưởng đi tỉnh. Dạ. Thôi hai quận 8 cho em cái xe 16 chỗ, em có vũ đồn. Dạ đúng rồi. Hả? Chị thôi giận mấy cho cái xe ba gác cũng được. Dạ khỏi chị dạ. Ba gác tụi em bao nguyên chiếc dạ, xe riêng của tụi em rồi. Không mấy tại vì hát ở trong chỗ đó đó, chị mướn giùm em 16 người vệ sĩ đưa tụi em vô được rồi. Chứ trong đó tụi em không có an tâm. Dạ. Trời ơi em ơi, cái này là một cái chương trình từ thiện. Ca sĩ ngôi sao thật sự người ta đó, người ta cũng tự lo tự túc hết. Em hiểu không? Còn hai em là cái gì mà bắt chị phải lo cho em? Từ thiện là từ trong tâm mình phát ra, có nghĩa là không có tiền. Nhưng mà tại chị thấy tụi em dễ thương cho nên cậu có tiền. À, dạ, có. Bôi dưỡng thì son phấn rồi dạ. Săn cỏ cho tụi em. Dạ, được rồi đấy. 350. Từ ngàn xuống 350 là còn nhiêu ta? 350 nhân 7 triệu hả? Nó bớt mình 19 triệu mấy đó. 350 là 50 lẻ đó đó. Là chị tính cái tiền lông mi của em là tại chị thấy em cực quá đi, em gắn 4 cặp mi. Em hiểu dạ, không? Dạ. Chị bo em thêm 50 á. Dạ. Ủa này không có tiền. Không có tiền, 300. Ủa nghĩ sao sáng giờ em quấn này không, em cũng nóng này, ai nóng rồi nghe. Em là em bực lắm. Em cực. Mà chị lấy 40 triệu của em mà dạ. Cái tiền mồ hôi nước mắt em để dành em bán cho kéo bao nhiêu năm giờ chị muốn sao? Chị tưởng tượng đi, em sắm một bộ đồ trắng này tới 120.000 lần đó. Mà em đứng em đi xe từ chỗ nhà em tới đây nãy giờ từ màu trắng nó thành màu kem rồi, chị thấy không? Tội nghiệp của em quá mà. Nè hai đứa ơi, hai đứa phải nghe chị nói. Hai đứa đó không thể nào làm ca sĩ ngôi sao được. Ca sĩ ngôi sao người ta phải có tư cách. Em hiểu không? Còn hai em là không có tư cách thì làm sao làm ngôi sao được? Em tưởng hai em là ai? Chị rất là bực mình hai đứa. Đi về. Đi về! Không có show sĩ gì hết á. Cái show là show từ thiện. Ca sĩ ngôi sao người ta cũng hát bằng cái tâm người ta. Ta không lấy tiền. Còn hai đứa bay hả? Đòi lấy tiền hả? Ngàn đô, hai ngàn đô ở khách sạn 5 sao hả? Ở đâu ra? Về! Cưng ơi! Mấy ảnh ra tới nơi rồi kìa. Con điên này sao nó dư hơi quá ha, có ai mà giữ nó, giữ nó nhà nó trả tiền cho thằng này giữ nó nè. Trời ơi sao rồi, sao làm sao mấy ngày trời ơi, nó có chiếc nhà chứ trời. Mấy ngày ăn gì? Nó mời đi hát từ thiện má ơi. Từ thiện là sao má? Nó kêu tao hát bệnh viện tâm thần á. Tụi quê nhỏ này nè, tao có tiền mấy chục triệu có chết. Mấy chục triệu đó chứ làm móng cho cả cái thành phố này, kể cả móng người lẫn móng chó mèo lẫn móng bò heo đó cưng. Quên ha. Còn vụ tiền tôi mượn mà mấy chục triệu nó quên gì đó. Sao cưng? Bây giờ vậy đi, mấy bà cho tôi luôn đi, thì khi nào tôi có tiền tôi trả bà. Cho tiền hả cưng? Cho đi còn suy nghĩ gì, cho. Nhốt lại giùm anh em. Cho đi. Nhốt vô. Rồi tiền của mấy đứa nhỏ. À, tiền đi giặt mấy con gấu này của chế. Làm từ thiện luôn đi mấy em. Bữa nay sao từ thiện mà. Phan Phan. Dạ. Nãy giờ chế đứng chế mỏi chân, chế sửa soạn cho mấy cưng, chế đứng chế mỏi chân lắm. À vậy hả? Cho chế nghỉ. Đúng rồi, giờ xong rồi, nghỉ đi. Nghỉ đi. Mình từ thiện với nhau mà. Mấy bé. Nghe chế dặn nè. Mấy anh dặn hôm nay là diễn từ thiện, mình cũng đi từ thiện. Các em. Quên đi cho chị. Dễ sợ vậy. Thôi là tôi trốn kịp. Trời ơi. Anh chạy đi. Anh hãy chạy đi. Trời ơi con bé sao vậy? Trời ơi mấy con quỷ quýnh gì đâu mà dữ vậy nè trời ạ. Chạy đâu dữ rồi trời. Ê trời ơi, mấy đứa này nó chạy mà đúng luật giao thông dữ ha. Đi đường một bên vậy hà. Trời đất ơi.
Ủa nó chạy đi đâu nữa anh Định? Cho vừa. Coi như đáng đồng tiền chế bỏ ra đi, cúng cô hồn sớm đi. Trời ơi, không có văn quá đòi làm ngôi sao sao? Sao chửi thương tượng em? Trời ơi, ở đâu sẵn quá vậy? Xin kính chào quý vị. Xin giới thiệu với quý vị, tôi tên là Hồng Ngọ. Mày là con ngựa, mày đáo giác mày tìm chỗ mày ra khỏi cái nhà này hả? Hả? Ủa ba ở đâu mà sao con làm cái gì ba cũng biết hết trơn vậy ba? Ba ơi, ba ra đây con nói chuyện chút xíu ba ơi. Mày ồn ào quá, câm họng lại đi, tao xuất hiện rồi mày. Vậy mày nói tao cô dâu hả mày? Chứ ba mặt lè lẹt quá, hột quá trời hột rồi, giống y chang cô dâu vậy đó à. Hột nhiều quá để làm gì con, phải gắn lên trên này hiểu chưa? Ba, vậy chừng nào ba mới cho con lấy chồng? Không có chồng gì hết trơn á. Sao vậy? Tao nói cho mày biết nghe, đàn ông trên đời này bây giờ không có ai tin tưởng được hết á. Toàn là tiểu nhân bị ổi hạ lưu đê tiện, đạo sĩ thúi không à. Nói chung, đàn ông là một sinh vật hiếm có tàn nhẫn nhất trên hành tinh này, hiểu chưa? Ba mắc cười quá à. Phải chi ba là má, ba hận đàn ông á, con thấy mắc cười. Ba là ba là đàn ông, mắc mớ gì ba hận đàn ông dữ vậy? Tại má mày tao mới hận đàn ông á. Thôi ba đừng đổ thừa, má con mất từ lúc con còn nhỏ xíu kìa. Trước khi má mày mất á, má mày đã lấy tao rồi, đẻ mày ra rồi. Vậy đó, mà cứ đem tao ra so sánh với một số đàn ông khác, so sánh một cách khập khiễng. Nghĩ sao tao vậy đi so tao với Bình Minh. Một ngày nọ bà ngồi bà lặt ra, bà nhìn lên tivi bà thấy Bình Minh, bà la lên nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới cao được bằng Bình Minh. Má con nói đúng chứ bộ. Đúng cái gì bà đúng, sao bà nhào vô tivi bà hỏi Bình Minh, Bình Minh chừng nào mày lùn bằng chồng chị? Rồi cái xong tao tức quá tao đổi kinh, cái bà thấy Phạm Văn Mách cái bà cũng so sánh với tao nữa. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới có cơ như Phạm Văn Mách. Má con nói đúng chứ bộ. Sao bà nhào vô bà hỏi Phạm Văn Mách, em ơi em có cơ nhưng mà chồng chỉ có bắp. Trời ơi. Sao người ta mới chuyển kinh, tao thấy Nhật Cường là tao yên tâm rồi hả? Vậy mà cũng đem tao ra so sánh nè. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi có nhiều mụn như Nhật Cường à. Để chứng tỏ người đàn ông bản lãnh. Nổi điên không? Sao bảo nhào vô bà hỏi Nhật Cường ơi, chừng nào em nặng sạch mụn bằng chồng chị? Gây qua gây lại cái bà ói máu bà chết trên giường à, nổi điên không? Đó thì giờ á, chừng nào mới cho con lấy chồng? Không có lấy chồng vậy đó, tao gìn giữ cho mày mấy chục năm rồi, làm ơn làm phước gìn giữ thêm vài chục năm nữa đi bà nội. Ba, nói ba nghe nè. Ba đừng nói với con á, là chỉ khi nào á mà con kiếm được người đàn ông á y chang ba, ba mới cho con lấy nghe. Đúng vậy. Chừng nào kiếm được một người đàn ông xuất sắc như tao thì tao cho lấy. Kiếm rồi mà kiếm không có ra. Con nói ba nghe nè, trên đời này có mình ơn ba tôi đó. Con nói thiệt,
ba ném về á, quái thai quái thú đó. Trời đất ơi, trời đất ơi, ai nói mày tao quái thai quái thú đó mày, tao là quái vật nha mày nha. Không có chồng gì hết trơn á, mệt quá đi. Ba à, con nói ba nghe nè, ba nhìn kỹ con đi nghe, rồi quay sau lưng quay. Đó, dắt tay nhau đi nè. Thôi, giống y chang bà mẹ dắt con đi siêu thị không? Rồi, quay ngược lại nữa nè, dắt đi nữa nè. Đó, nhìn từ trước nhìn lại đó, giống như chị dắt em đi học vậy đó à. Giỏi lắm á, người ta nhìn kỹ vô mặt hai đứa mình á, người ta tưởng hai bà bạn thôi. Trời đất ơi, mày nghĩ sao mày nói tao bà bạn mày vậy bậy, hả? Chứ ba bận gì ra đường, ai nói ba là ông á, con ba đó. Tao nói không có chồng gì hết trơn nha, nghe lẹ mệt lẹ mỏi quá. Mày quá. Hả? Ba. Cái gì? Trời ơi, ba thay đổi cái suy nghĩ của ba đi. Con bữa nay con qua mặt ba rồi đó, con vượt rào rồi đó. Hả? Mày vượt rào rồi hả? Trời ơi, hèn chi tôi thấy nó sổ ra như bao gạo vậy trời ơi. Trời ơi, con mập là tại vì con già rồi, con mập đó chứ không phải là con cái vụ kia đâu, ba đừng có tưởng. Con già lắm rồi đó, con nói cho ba biết. Chứ mày nói mày vượt rào là sao? Hôm nay con mời ảnh tới cho ba coi mặt đó. Trời ơi, mày gan quá vậy hả? Ba nghe nè, ảnh đó ha, là một người á, nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Mà ha, ảnh ở trong đoàn á, ảnh là kép chánh không đó ba. Ảnh chuyên môn đóng những cái vai mà kêu bằng là con người nghĩa hiệp. Một cái con người mà tốt mà ta nói trời ơi, bản thân ảnh anh tốt từ trên sân khấu tốt ra tới ngoài đời đó ba. Ảnh xin người ta hả, đóng mấy cái vai mà cà chớn cà cháo hả, chưa bao giờ ảnh được đóng luôn. Ba mà gặp ảnh á, mà ba sẽ hối hận nếu mà ba không cho con lấy ảnh. Ảnh là cái niềm ước mơ của biết bao nhiêu nhỏ hot girl đó ba. Vậy thằng đó chắc nó bị điên rồi sao, hot girl nó không lấy nó chơi hốt nguyên con voi đừng tánh linh vậy trời. Cách đây chục năm con cũng hot girl chứ bộ, tại vì ba vú hoài ba không có cho con lấy chào. Ai ạ? Trời ơi, anh tới. Thôi đi, tao xem lừa dối anh. À, gì vậy? Tao xem lừa dối anh. Cái gì? Cái gì vậy? Con riêng phải không? Hả? Hả? Nói kỹ sao mà mày... Con đừng có nói nữa, đi vô lấy cho chú chi ly nước thì chú nói chuyện với má con. Nhìn kỹ cái mặt đấy nè, cái mặt vậy mà mày kêu bằng con hả mày? Ờ, à, trời chú xin mày lỗi. Mày nhìn kỹ mặt tao vậy mà con mày hả mày? Xin lỗi, tại vì trời ơi, tao nói cái dáng học sinh mà mặt phụ huynh. Trời đất ơi. Biết rồi, đây là ở đỡ nhà em phải không? Thôi, trời chú lấy giùm con hai ly nước trà đá rồi nói chuyện nha, cảm ơn chú nha. Cái gì không hiểu hả? À, chắc Việt Kiều phải không em? Người nhìn này chắc là Thái Lan nè phải không? Sao đi kha. Sao mà đi kha bỏ bên lề chứ khăn. Chú ta bằng của ní kha ở đỡ nó kha một cái ly nước trà đá nè. Sắp ra leo 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 leo. À, biết rồi Việt Kiều Lào. Sao tổn na tổn na bà cái quần sao lõn na tổn na quần na bà cái tổn tổn tẹt ca na. Húng mà cái là cái tổn tổn. À, người Hàn Quốc hiểu luôn. Cuộc chứ có đi gọn ở nhớ phụ chứ có đâu. Thế như hai con điên vậy trời. Cái nhà này kỳ quá, bây giờ có lấy nước hay không? Cái gì em? Nghe cho kỹ nè. Sao? Ba tôi đó. À, thì... Nó bắt đầu sợ rồi. Chết rồi. Nó sẽ xin lỗi. Tôi xin lỗi bác nha. Nó bắt đầu chuyển giọng nịnh mình. Cô không ngờ bác giống như con quỷ vậy bác. Cảnh. Trời đất ơi, con nhìn em đẹp mà cô không ngờ bác nhìn như con quỷ. Không thấy một con người nào dị dạng như bác. Bác giống như một cái loài mà đẻ ra mà còn sai sai múi giờ. Mà nó nhìn nó kỳ cục lắm. Bác hiểu không? Trời ơi, không có một cái người nào mà lùn một cách giả mang, mà lùn xúc phạm người nhìn như bác hết trơn á. Lùn mà lùn không kiên nể ai, lùn bao nhiêu lùn dành hết à. Bây giờ bác thử bước xuống dưới coi, người ta ngồi bằng bác đứng, bác tin không? Trời đất ơi, có cái con người nào mà kỳ vậy? Ma mình. Trời ơi, nói nói thằng vậy mà mày ngồi cười hả? Không, con mắc cười, con xin lỗi ba, tại con mắc cười. Đó, vậy thôi đi, mình nhìn tao nó hoạt hình cũng ra hai con người này. Mày dễ sợ tao nó làm sao một con chuột mà phọt ra con hà mã. Nó kỳ cục lắm, nó tôi mày sao đi mới làm được cái chuyện này. Trời ơi. Bị tán nữa mà vui vẻ trời. Không biết hai ngày xưa người ta làm sao ta. À, hay là làm đặc xăng, đu dây hả trời. Đu dây thiệt. Đu dây qua đây, cắt dây. Mẹ học máu. À, không phải đu dây, chắc chừ. À, biết rồi, tạc răng, đu cục điện. Đu cục điện, phóng thang, leo thang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gạt thang, té. Không phải, ba ơi. Ba. Thôi, để tự con làm được rồi ba ơi. Phải đánh con nữa, con đâu có muốn cười đâu. Tại vì nó mắc cười thôi, con xin lỗi ba. Ê,
Anh đi, anh đi, anh đi, anh đi, vô, vô tới đi, vô tới đi. Mày sao hả bữa hả? Mày sao hả mày? Đánh cho mày chết, đánh cho mày chết. À, hay quá, thực hành rất đúng như clip giáo dục của các giáo viên quýnh trẻ em. Hay quá, đây, ê, nó hỏi là kìa, hốt cho nó ăn lại đi. Mày sao hả bữa? Nhớ đầu mà vô luôn nước là mày chết trà nha. Đó, mày sao hả bữa? Thôi hay quá, à, kiếm lên quyên sinh, đem đi quyên gót từ thiện. Thì không nổi. Trời ơi trời, cái đùi của nó bằng cái lưng của tôi à trời ơi. Cái nhà này kỳ quá ha, trật tự nhà này kỳ quá ha, vui quá ha. Bác, trời ơi, công nhận gia đình mình vui quá ha. Bác, ha, nhìn lương sợ. Thôi, bác ơi, thôi nha, bây giờ mình vô đây mình coi như mình hỏi tuổi coi có hợp hay không, chứ thích gia đình này quá, vô đây vui quá. Bác là tuổi gì? À, con chó hả? Nhìn mà biết là chó rồi, mặt như con chó. Em tuổi gì? Anh nó nghe anh thừa biết nha. Tôi tuổi ngựa anh biết. Ờ thì đúng rồi, nhìn cái mạng nghe lưới em con ngựa rồi nó thèm trai ra mặt mà. Con thì là cái tánh con là con tuổi hổ, cái tánh con cái mạng con á, cái thiên mệnh anh hùng của con là con hổ. Bây giờ con phải trị vì cái gia đình này thôi. Bụng miệng đó, bụng miệng đây. Ba cho nó nói. Con không ngờ anh như vậy đó. Trời ơi, anh có biết là tôi giới thiệu với ba tôi và anh sao không? Mà bữa nay anh đến anh làm như vậy. Hả ba, bây giờ ba nói đi, ba chửi đi. Miệng nó lại. Mày vô đây mày nói, mày không cho ai nói hết trơn á. Người ta muốn chen vô người ta nói, cũng không có nói được với mày. Hả? Bây giờ mày nín rồi tao cũng không biết nói cái gì. Không biết nói cái gì để tao nói cho mà nghe. Trời đất ơi, cái gia đình này mất đặc tự quá, tôi phải vô tôi làm lại cái gia đình này. Cho coi rúng liền để xem có vô được cái gia đình này không. Hai ba. Muốn coi đúng hả? Trời hả? Ơi, gia môn bất hạnh. Người ta nói rúng sâu sống lâu, trời ơi cái rúng mình lồi ra như cái mài ghẻ vậy sống sao được lâu trời. Bác ơi, bác con nói thiệt khổ quá em à, tại sao ba em có như vậy? Ngày xưa nhìn tội nghiệp lắm, quen nhau thấy già hơn mình quá trời, mình nói là chắc là phải lớn hơn mình. Không, coi cái chứng minh nhân dân là nhỏ hơn mình 3 tuổi. Hoang mang, nó 3 tuổi nhỏ hơn mà tại sao cái mặt già như vậy? Thì bây giờ mới hiểu, trời đất ơi, chắc em bị áp chế lắm phải không? Ở cái nhà này stress lắm phải không? Ở với một người cha vậy làm sao mà sống nổi hả em? Anh nín nè. Cái gì? Anh nói thêm mấy tiếng nữa là tôi với anh đập lộn nghe. Anh biết không? Hả? Anh đừng có nói. Tại sao mà anh mất dạy vậy? Tại sao mà anh đối với anh như vậy? Mẹ nó nói đi con. Mẹ, ra khỏi đi, ra khỏi đi. Bây giờ cha bịch rồi con cũng biết nói cái gì nữa cha. Không biết nói để ta nói cho mà nghe. Bây giờ tôi vô cái gia đình này để tôi lập lại cái trật tự gia đình này. Cái gia đình này hỗn loạn quá để tôi giáo dục lại từ đầu. Bác, con sẽ là trụ cột của gia đình ngày hôm nay. Bây giờ cho con hỏi nè. Con nuôi em thì sợ người ta nói là con ăn của nhà mình. Cái nhà này, phòng này của ai? Của bác phải không? Hả? Nó to nhất bây giờ nó là của con. Con sẽ ở phòng đó. À, còn bác thì ở đâu? Toilet đi. Hả hả? Hả? Con sẽ lấy cái giường ra. Trời trời. Thì nói trời. Chung là cái gia đình này là mọi chuyện nó phải theo cái sắp đặt của em. À, thì mai mốt qua. Đứng im. Cái gì? Mày thông báo cho tao biết cái gia phả nhà mày. Má mày làm gì? Dạ má con làm nghề từ thiện lắm. Làm gì? Đâm thuê. Hả? Má nó đâm thuê. Còn ba mày? Chị em mướn. Vậy? Chị em gì không? Dạ có, rồi có hai người chị nó làm nghề cũng trong sạch lắm. Nghề gì? Tú bà. Trời ơi, vậy mà mày nói nó tốt đó hả? Nhưng mà cái đó made in dòng họ, con nó sửa đổ rồi, con không làm gì cả. Con là người rất là đàng hoàng, chỉ có cái cô hơi bị vô duyên thôi. Trời ơi. Con sẽ vô cái nhà này, con lập lại trật tự cho nhà này ha. Bây giờ là mọi chuyện, thứ tự gì là do một mình tôi lập hết nha. Coi như là hai cha con có gì từ từ tham thảo nhau đi nha. Mày cái gì mày quá trời rồi mày đợi tao. Mày đợi tao, tao chịu hết. Sao giận anh dữ vậy em? Mày đợi tao. Nè, tôi làm anh từ từ thiệt. Một năm trời nay tôi mới thấy cái bản mặt thiệt của anh. Trời ơi, tại sao ê, cái gì? Trời ơi. Má. Em cứ để yên. Em cứ để yên. Có chém được ta không? Tao giết mày. Thử chém có được không? Cái thân còn không bằng cái cây, nó giật cái mất thăng bằng chơi nè. Thằng đó, thấy không? Muốn chém là phải chém như vậy nè. Một phát là đi đời. Trời ơi, anh bị cái gì vậy hả? Anh bị cái gì vậy? Anh vô đinh rồi chém cha tôi là sao? Không có bị cái gì hết. Anh sẽ chém em ra luôn nếu em cản được anh. Em sẽ làm món sushi cho cả nạp này. 1, 2, 3. Dừng tay lại. Trời ơi, thiệt tình quá đáng luôn ha. Ai gì? Tôi ở bên xóm mà tôi thiệt ra tôi bây giờ thấy xảy ra một cái chuyện mà vô cùng bất bình ha. Cậu nè ha. Bây giờ tôi xin phép cậu cho tôi đấm cái mặt cậu một cái nha. Tại sao? Không, tôi rất là thần tượng cậu ha. Tôi coi trên phim nè, tôi coi trên kịch nè, cậu đóng những cái vai vô cùng anh dũng, vô cùng dễ thương, vô cùng là cao thượng. Tại sao bữa nay ở ngoài cậu làm tôi thất vọng quá? Cậu hổn tới mức độ mà tại sao cậu thương mẹ, sao cậu không bồng con? Hả?
Cái gì vậy? Không có thương mẹ là phải thương con người ta làm sao chém. Trời đất ơi, sao cũng nói tụi con nói trơn lại sao trời. Ờ, giờ bác à. Cha Tám, cha vô viên, cha kế bên nhà tôi làm như không nhận ra tôi vậy cha. Mấy bạn của đội nhìn đâu có ra. Dạ chào hiệu trưởng trường Kim Đồng. Hả? Trời ơi. Đó, sao con làm cái gì? Tôi thất vọng quá, tôi rất là thương cậu, sao con làm như vậy? Con làm mất nhân cách, một người không có trọng lương. Cậu đang giọng cho mặt cậu, tôi phải giọng cho mặt cậu. Đánh đi anh, đánh đi. Chửi em nữa đi anh, đánh đi. Ủa tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu cứ đánh làm sao? Cảm ơn anh. Trời ơi, tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu không né mà cậu cứ đánh làm sao? Trời, lần đầu tiên, mười mấy năm em diễn vai chép kép chánh, lần đầu tiên em vô vai ác mà tự nhiên có người quýnh em thành công quá. Ủa là sao? Con xin lỗi gia đình, anh xin lỗi em nha. Con xin lỗi bác, anh xin lỗi chú. Tất cả con không phải là cái gì mất dạy gì đâu. Tại vì cắt máy đem, cắt máy đừng quay nữa. Cắt, ừ đó cắt. Ủa gì vậy? 4-5 thằng quay biết thằng nào cắt dạ, hả? Tại vì con kêu mấy thằng nhỏ đó nó quay lại cảnh này. Tại vì đạo diễn từ xưa giờ giao con vai kép chánh, không bao giờ giao vai kép độc. Không có vai tính cách nào trơn. Con muốn đổi mới, con không muốn là kép chánh hiền lương nữa. Con muốn một cái gì đó sáng tạo hơn cho khán giả. Không còn cách nào con phải lén vô cái nhà này. Con liều luôn, làm vậy cho cảm xúc nó thật diện mới đã. Anh nói nha, tại sao anh không kiếm chỗ khác anh thử cảm xúc mạnh vô nhà để anh thử đặng mà thì anh hổn với ba quá. Phải chỉ có em thương anh làm vậy được chứ vô nhà người ta tao quýnh anh chết đấy. Thì ra là nãy giờ là cậu Thành đang đóng phim ha. Dạ con đóng phim thử đấy, con cảm xúc nó thật đấy, con gửi băng cho đạo diễn giao vai mới cho con. Bà nội già bố cái quá mạng thôi, giờ cái chuyện gia đình năm mới chúc gia đình vui vẻ hạnh phúc nha ha. Rồi chúc hiệu trưởng cũng khỏe ha. Hiệu trưởng cái gì? Cha già mình nhiều chuyện đó, nhà nào có chuyện chẳng nhoi vô hết trơn à. Thôi mà thôi đi về đi ông nội. Dạ cảm ơn xin lỗi thứ tám là đúng lắm rồi đó. Xin lỗi không xin lỗi. Đi đi. Mà ba thiệt. Xin lỗi quá đẻ mày xin vô xin lỗi hả mày hả mày nói quá trời mày chê bai quá rồi mày xin lỗi câu hả mày hả em hai đứa mày tin không tao mà cái phạt phạt hai đầu nằm đây nè tin không. Thôi mà ba cười quá anh nói vậy rồi mày bên ha chưa gì mày bên là tao lóc mỡ mày giờ đó nha nha cha. Ờ cười đi anh em kéo quá lại cha lại anh nói vậy rụng lẽ về cha còn chém. Cha thấy không, anh yêu nghề tới cỡ đó mà sao cha chém anh làm chi cha. Thương con gái tôi phải không? Anh cũng kỳ nữa, mai mốt mà anh có muốn vậy anh nói em phụ với anh diễn đặng lừa gạt ba. Trời ơi. Chết em con mày đánh nó bồm đầu hoài nó không sợ tôi à trời. Chết em con chết rồi em. Cưới con tôi về cho nó ở đâu? Dạ tôi nói chứ con thương em lắm. Đừng về đi em thưa với ba đi mình cứ hỏi nhau. Con xin lỗi bác con phải là người như vậy đó bác thương con nha. Cưới em về con lo cho em đàng hoàng, lo cho bác luôn. Dạ con mới mua được cái chung cư cao cấp. Cấp mấy? Dạ cấp 4 bác. Nhà cấp 4 là cao nhất rồi nhà đó. Nhà cấp 4 mày đặt nói chung cư cao cấp mệt mỏi quá. Một cao nè, quá. Nè tôi có một đứa con gái rượu thôi à. Rồi lôi nó đi đâu. Thôi được rồi. Cưới nó xong rồi về ở trong nhà này luôn. Dạ. Cậu tuổi gì? Dạ con là tuổi à. Dần phải không? Nó đó. Dần. Dần. Bà. Túc. Ngọ. Tam hạp đó. Phải không? Nếu vậy thì Tết này cưới luôn hả bác à? Cưới luôn đi con. Dạ cảm ơn bác. À, con cưới luôn rồi con về nhà này con muốn ở đâu con ở? Dạ ở phòng này được không? Phòng con đó cha. Xin lỗi bác. Dạ mời kịch xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. À, xin cho một trọng ở đây cho hai người anh, người chị rất là đáng yêu của Trấn Thành. Đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ Minh Nhí. Cảm ơn hai anh chị. Cảm ơn hai anh chị rất là nhiều. Trời đất ơi, thôi chết tôi rồi, quán xá mở cửa tan hoang như vậy đó mà nhân viên của tôi nó nằm ngủ kiểu này thì khách nào mà dám vô nữa. Người ta vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, mà khách chưa có đến là khách cũng chưa đi mà nó nằm nó ngủ vậy rồi à. Mày dạy tao biểu coi. Trời ơi là trời, mày nghe tao nói không? Mày dạy tao biểu coi. Ý, ai rớt tiền kia? Không, tiền rớt đâu. Tiền rớt đâu, rớt tiền rớt đầu tao nè, rớt đầu tao nè. Không có hả? Ôi con quỷ mất nết, giỡn ngu à mày. Bà nội cha, này mày nói là mất nết hả? Ai dạ, ai dạ, ai vậy? Mày kêu bà chủ là cái gì? Ủa bà chủ ra nào vậy? Ra hồi nào vậy? Tại sao trong giờ thì mình làm mình ngủ gục là sao vậy mày hả? Em đâu có ngủ đâu, em làm coi như là em đập mũi. Mũi đó mày đập? Hả? Đập mũi hả? Mày hả bưởi? Mày đánh tao hả? Không có.
em nói là mày hả mũi, em mới đặt nó đây nè. Ôi ôi con mũi bự quá, mày đứng ra tao biểu mày. Dạ mày đứng ra biểu. Em đang câu khách. Mày câu kiểu gì mà mày nằm ngủ trong vậy nè, rồi khách họ tới họ thấy mày ngủ nè, rồi khách thứ nào mà dám tới đây mà ăn uống nữa hả? Thì cái gì? Thì nói chung là... Nói chung là cái gì hả? Nhân viên như mày, tao không chấp nhận một nhân viên như mày. Tất cả nhân viên ở công ty đều ở đây. Hợp, hợp. Ở quán này đâu còn ai đâu, còn có mình em mà. Tại sao vậy? Tại sao nghỉ mà không xin phép tao hả? Ủa bị đuổi mà. Đuổi là phải. Cái cung cách phục vụ của tụi nó làm sao tao chấp nhận được, phải không? Đuổi là phải. Nhưng mà mày... Dạ. Mày tao không đuổi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mày lại thì tao không đồng ý nghe chưa? Dạ em thân cận mà. Tao biết mà, mày là con người trung thành. Em là người là ở với chị lâu nhất luôn á. Bởi khi mà tuyển nhân viên á, tao biết là mày không có năng khiếu gì nấu ăn. Dạ. Không có năng khiếu gì phục vụ. Dạ. Nhưng mà tao giờ cặp mắt tao biết mày là trung thành. Dạ không, nói nào ngay chứ, là mấy bữa nay em cũng đi xin việc nhiều nơi rồi, tại tao chưa nhận thôi. Đi! Không có. Đuổi mày liền tại chỗ. Không có, ý em nói là em đi xin việc nhiều nơi rồi, cho giống như hồi tụi nó em đi khảo sát á, em thấy là không có chỗ nào tốt bằng chị hết trơn, thành thử là em phải ở với chị thôi. Em là suốt đời là theo chị đó. Đúng à. Rồi, có chỗ nào tốt và cái chỗ nào mà đối đãi nhân viên như tao không? Không chỗ nào được như quán này chị. Làm gì có chỗ nào, làm nào được như quán này? Làm gì có cái quán nào mà làm sướng như cái quán này chị? Ủa cha, có quán nào mà nhân viên sướng như vậy? Bởi vậy không có cái gì để làm được, không có một khách nào hết trơn. Mấy tháng không có một khách tới là sướng, nằm ngủ đi làm tới giờ đi về không làm gì hết trơn. Chị nói cho cưng nghe, tại sao quán không có khách là tại vì cái cung cách phục vụ của mấy cưng quá tệ. Dạ em hiểu chưa? Em hiểu rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là vấn đề trang phục. Trang phục cứ mỗi một ngày hoặc là mỗi một khách mình phải cảm giác người ta vào nhà hàng khác. Đây cách, dạ. Em nhìn lại đồ chị đi. Dạ. Ngày hôm nay mà khách bước chân vô đây nè, khách cảm giác là khách đang ở bên Hawaii. Đúng rồi. Thấy chưa? Dạ. Đó. Rồi ngày mai khách cũng lại bước chân vào cái nhà hàng này. Đúng rồi. Khách lại tưởng là khách đang ở bên Mỹ. Hay quá. Rồi ngày hôm sau khách lại tới đây. Dạ. Khách nhìn chị, khách tưởng là khách đang ở Paris. Hay quá Paris. Rồi ngày hôm sau chị, khách cái Paris là chỗ nào chị? Paris là có một cái nơi, một cái nước mà người ta gọi là nôm na rồi nước ở gần cái chỗ New York. Đó. Wow. Bây giờ mày nghe lời chị nè. Thứ nhất, dạ, mày lao chùi bàn ghế, mày lao hoài, mày sang ở chỗ này, mày sang ở chỗ kia, mày sang lao hoài. Để. Lao tao nói mòn, tao nói mục vẽ mà rách tưa cỡ này có cái ai đâu, một ngày chỉ bắt em lao 90 lần. Cái chiêu, đừng có đổ đồ vẽ khác cho chị. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì em phải ra tận ngoài em lôi kéo khách vô cho chị. Bằng mọi cách kéo vô, dạ, không cần khách sang, khách bình dân, khách gì á. Khách là phải chiều khách. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Bây giờ kéo khách bằng cách nào đây? Khách nào mà có dấu hiệu vô đây là phải kéo liền xong. Trời ơi, hình như có một anh. Đúng rồi. Anh ơi. Ê, đúng rồi, em kêu. Đây nè, qua đây. Đây. Của em. Dạ. Quán mình tên gì em? Dạ quán này dễ thương lắm, tên nghe thân thiện vô cùng. Quay quần quán. Quay quần quán hả? Dạ. Quán nghe hay ha. Dạ, khách vô đây là quay quần quýt quờ quán quằn quại bên nhau. Dạ, dễ thương. Quán đẹp thiệt. Dạ, quán đẹp lắm. Đẹp mà rộng nữa ha. Dạ, rộng lắm anh. Đốt chắc khó cháy lắm em ha. Sáng sớm anh đừng ghẹo em, không muốn giỡn nha. Anh đùa. Dạ. Mày khùng quá chứ anh nói thiệt tâm sự với mày luôn. Dạ. Anh thích đốt quán lắm. Em không có giỡn nha. Anh có giỡn đòi nói thiệt. Em có giỡn nha. Cái quán đầu đường đó. Gì? Anh đố. Ôi quán tuần trước cháy á hả? Anh đạo diễn. Nói diễn viên chính của anh đó. Ôi sao báo không có đăng anh? Báo đăng nó mà không đăng anh cũng tức lắm. Không mà hôm nay gặp cái quán này anh thấy có duyên. Ôi em có giỡn, em có biết là em có giỡn với anh này. Cái quán lên báo ăn hình lắm em ơi. Em có giỡn thôi. Ôi giỡn lại mồi điếu thuốc coi. À dạ em mồi cho anh điếu thuốc ạ. Dạ. Ôi dạ, gì? Ai cho mày lấy lên đây? Dạ dạ. Điếu thuốc. Dạ mồi điếu thuốc. Dạ. Ôi à, à cái gì? Không có lấy được, lấy trên đây. Anh biểu em mồi điếu thuốc. Ở đây anh dắt lên là để tạo phong cách em hiểu không? Chứ thuốc đâu? Bên vai nè. À vậy dắt hộp thuốc ở đó hả? Ừ. Con này đeo chân chơi vậy thôi đó hả? Đeo chân cho chơi cho vui. À, đúng không? Dạ. Rồi thì anh lấy anh mồi đi chứ anh bắt em lấy sao được, anh để chỗ nghiệt quá mà. Mày không biết hồi sáng hôm qua anh đi tập tạ. Dạ. Tét cơ. Tét cơ hả? Bác sĩ nói anh bị thoát vị địa điểm nữa.
Ồ, tập trên nách mà thoái vị đĩa đệm hả? Lấy giùm anh đi em. Rồi thò vô móc ra đó hả? Ừ. Rồi sao cái chỗ nghiệt dữ vậy trời? Lấy đi lẹ. Anh có hay ăn cánh gà chiên nước mắm không? Không. Anh vẫn thích ăn đầu hành hơn. Trời ơi. Lẹ. Đó, nó, đó. Trời ơi, ta nói nguyên một cái bầu không khí mà ta nói thiệt á, nó ngột ngạt hẳn đi thiệt á. Đè, đè, đè. Dạ. Ừ. Anh cho em mượn cái hộp quẹt đi em mồi cho đây nè em, đây, hộp dạ. Quẹt của anh á. Dạ, em chuẩn bị em mồi. Ôi! Hả, gì nữa? Sao không cho mồi nữa? Bây giờ anh muốn cái gì? Đây. Dạ, em đưa cho anh nè. Mồi điếu này nè. Sao rảnh quá vậy? Hồi nãy kêu ta mồi điếu đó không chịu, giờ đưa điếu này cho ta mồi. Cái điếu này anh chưng 3-4 ngày rồi nó hết tươi hiểu không? Chưng điếu mới lên cho nó tươi. Trời ơi gì vậy trời. Lẹ. Bây giờ muốn làm sao? Đốt lên chứ làm sao mà hỏi. Anh để đi em đốt. Trời ơi má ơi, cái gì mà lửa mà mạnh dữ vậy trời. Khùng quá, đi đốt nhà mà hột quẹt lửa mới to đốt mới cháy chứ em. Em hồi lại chưa? Ôi ơi. Ôi ơi. Anh rồi hút cái mỏ anh thương quá, vậy cái mỏ như con cá trừ kiến đẹp ấy giờ. Em dâng lửa lại cho anh giờ. Bây giờ anh ăn gì anh uống gì anh nói liền em làm chứ vậy, em cũng không dám nói gì hết chứ trời. Quán có gì không em? Bán đủ thứ trên đời, không có cái gì không có, món Á, món Âu, món Tây, món Ta, món Tàu gì có hết anh ơi. Có bào ngư không cưng? Dạ có bào ngư. Gì cá? Dạ có gì cá. Yến xào? Dạ có yến xào. Chơi ly hột é đi em. Ủa có lộn anh, sao hỏi bào ngư gì cá yến xào và cái kêu hột é là sao anh? Tại anh thích hột é em. À dạ. Em biết sao quán trước nó cháy không? Dạ sao vậy? Không có hột é. Mà nó nói xào qua nó nói có bán hột é. Nó vô nó xây nguyên một trái thanh long cho anh uống em. Mà anh đâu có bị điên. Anh biết đốt nhà là đâu có bị điên, anh thông minh chứ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Mà nó dám nói anh cái đó là hột é, anh đốt bấy quán luôn. Mất lòng nhau chưa? Em quán em có hộp é. Thì có hộp é thì lấy cho anh. Dạ rẻ lắm, có 15 ngàn ly ạ. Anh uống 3 ngàn thôi em. À thì 3 ngàn cũng được. Lát anh trả em 15 ngàn nha. Anh có 3 ngàn. Ừ thì anh có 3 ngàn. Ừ, lát anh trả em 15 ngàn nha. Anh nói anh có 3 ngàn hả em hiểu? Thì em biết anh có 3 ngàn mà. Tao nói tao có 3 ngàn hả? Bé em bán 15 ngàn chứ giờ 3 ngàn. Bà chủ mới trừ lương em vô rồi sao? Có bao nhiêu tốn bao nhiêu? Lấy ra! Thì sao bà bao nhiêu? Bây giờ bà lấy không? Ai bà chủ ơi, ai bà chủ ơi. Khách khứa tới mình lại mình làm hóc ông sợ vậy? Anh... Tại sao biết phục vụ khách? Anh là cái gì? Dạ thưa anh, dạ thưa nhân viên của em không biết cách phục vụ anh. Dạ em xin lỗi anh nhiều nha. Đó, bà chủ coi. Dạ. Em xin có ly hột é. Ôi trời ơi. Nó không đem ra. Tại sao vậy hả? Tại sao bếp hột é mà không bán là sao? Tại vì ảnh. Tại vì cái gì hả? Bộ mày coi thường hả? Ăn mặc cái gì mày coi thường người ta hả? Uống hột é là mày coi thường hả? Không phải. Không phải cái gì, cho dù ảnh có đồ uống một ly trà đá mày cũng vẫn phải phục vụ ảnh nghe chưa? Ý kiến gì đi. Mày không cần ý kiến gì hết. Mày đi vô đằng sau mày lấy một ly hột é cho tao. Nhưng mà ảnh có. Mày im. Có cái gì? Người ta có tiền người ta mới vô đây, người ta không có tiền người ta vô đây làm cái gì? Làm sao? Đi vô lấy hộp é ra đây. Mà nói nha. Mày im nha, mày im nha. Dạ thưa anh, em gái miền Tây xin thành thật xin lỗi anh là bởi vì nhân viên của em chưa phục vụ đúng cách à. Bà chủ đúng là bà chủ. Dạ. Khôn quá trời khôn. Dạ luôn. Em khôn mới là chủ quán, còn nó ngu mới làm nhân viên. Ngồi chơi. Dạ. Dạ hộp é nè anh ơi. Ừ. Mày coi. Em phải dạy nó vậy đó anh à. Thằng này coi quán, trong coi quán cũng dễ thương đó bà chủ. Dạ. Ngon chứ anh hả? Dạ. Trời hay quá, anh hút như trâu hút vậy ha. Một phát một. Dạ thưa anh à, anh còn muốn uống gì nữa không ạ? No rồi. Dạ no rồi hả anh? Dạ no rồi thì sao anh? Tính tiền về chứ sao trời. Dạ dạ. Dạ thưa anh, ly hộp é này em bán 15 ngàn. Em còn có 3 ngàn hả? Dạ 3 ngàn để cho thằng này cũng được, còn em là hộp é thì 15 ngàn. Thì bởi mà em còn có 3 ngàn hả? Dạ nhưng mà hộp é em 15 ngàn. Em mua 3 ngàn. Không có 3 ngàn là anh ngồi mấy hàng rong ngoài đầu đường, tại quán em phải có đóng thuế thì ra là 15 ngàn. Chị ơi em còn có 3 ngàn chị lấy không? Phải đưa thêm 12 ngàn mới đủ 15 ngàn anh. Dạ bây giờ nè, em nói em có 3 ngàn hả chị lấy không? Anh mới đốt cái quán sớm trên tuần trước á chị. Em còn có 3 ngàn hả chị? Chị lấy giùm em. Dạ. Ông nội em cũng dám lấy nữa. Thôi hồi về đơn vị gốc đi.
Không, chị không lấy em giận á. Không, không, em lấy, em lấy. Em phát bài, em chia bài, em chia lại nha. Vậy là quá không lấy hả? Mình chơi xì dách đây nha, mọi người xì dách nha. Mở bài, bùm, ê, 20 nút. Mở bài, bùm, ê, xì dách, thắng được 3 ngàn. Thằng dễ thương gì đâu. Cung cách quán như phục vụ cũng ok, anh thấy được á. Dạ. Rồi, bà chủ ơi. Dạ. Quán có thẻ khách hàng thân thiết không á? Dạ. Chưa có hỏi thẻ hội viên nữa kìa trời ơi. Dạ, ở đây tụi em chưa có làm thẻ hội viên. Dạ chắc nay mai quán em đóng cửa nghỉ rồi anh. Đâu? Mai anh dẹp quán đi. Mai cho em dẹp đi. Mai anh dẹp đi. Mai không được dẹp đâu. Dạ không được dẹp à. Dạ, dạ. Em muốn uống một thẻ hoài nha chị. Dạ. Rồi ngày mai em ghé tiếp. Dạ cứ tới đi anh, ngày nào em cũng cúng cho anh ly. Cho em dạ. Xin cái ly với cái này về qua quán khác uống gì. Dạ. Ok ly xin luôn hả? Dạ thôi anh đi vui vẻ anh. Dạ anh mạnh giỏi. Mẹ thương anh quá. Bà nội cha mày, tại sao mày không báo cho tao biết đó là thằng cô hồn? Cô hồn cái gì? Cô hồn cái gì? Dạ không có. Ủa sao anh trở lại vậy? Em rớt hộp thuốc. Ủa sao quá không thấy lụm hả? Lụm với chị, ngay dưới chân chị kia. Dạ để em lụm. Lụm! Để em lụm. Mày ông nội tao mà biết tao lụm mày. Em quên, chị là chủ em quên luôn. Mình chia bài, ý, bán được hộp thuốc. Phong cách phục vụ là được nhưng mà tham. Dạ. Mấy người tham. Dạ. Cho xin cái chén nha. Dạ có nhiều lấy ớt đi anh. Dạ 4 cái đi. Mai quán cũng đóng cửa rồi không sao đâu. Anh nói là không được nghỉ. Dạ. Cho xin tại còn 3 đứa nhỏ nó ngồi ngoài nó chờ. Dạ. Chú anh thôi đi đi. Đi ngay đi bà chú ơi. Anh chào anh đi vui vẻ. Tôi luôn bình an nha anh. Dạ. Anh ráng nha anh. Sắp mưa rồi đó. Coi chừng thiên lôi nha. Mày nghĩ làm sao nó xin một cái chén mà mày cho luôn 3 cái chén. Trời đất ơi, mà không cho nó đốt quán làm sao. Hồi nãy tại chị không, em đã nói rồi. Em đã nói rồi, em kêu chị đừng đi. Em nói là thằng cô hồn, trời ơi, bà kêu tôi nín. Tao đâu có biết mày ngu như vậy. Ít ra là mà khi mà mày biết nó là thằng cô hồn là mày đừng có mời nó vô đây. Hồi nãy cái cũng cái miệng chị nha, chị nói là mày lôi kéo khách vô. Bất cứ khách nào có ánh mắt mày có thân thiện với cái quán này nhìn vô cái là mày lôi vô cho tao. Chị kêu không à. Thôi bây giờ mày ra mày đón khách cho bây giờ khách nào có ánh mắt hiền hòa, ánh mắt nào mà khách nào mặc đồ sang trọng mày mới mời vô nghe chưa? Cái là mặc đồ sang trọng, ánh mắt hiền hòa mới vô phải không? Tao thà nói vậy đi tao hiểu. Trời ơi trời, mày giết tao. 3 cái chén tao trừ 1 tháng lương của mày tiếp tục. Trời ơi có 3 cái chén mà. Rồi sao? Ra ngoài đón khách.